Rồi, trưa nay tiếp à, dạ Kim Lan Nguyễn nhận đồ rồi, đẹp lắm. Dạ em cảm ơn chị rồi. Khách yêu ơi, hôm nay chia sẻ thêm miễn ship nha, trong cái like này thôi. Qua ngày mai là tính lại ship bình thường. Rồi đây nha, tiếng đứng lên cho xem. Cái này là ton. Ton nè. Ton phối. Cả nhà chia sẻ đây nha, cái này em miễn ship đối với khách có chia sẻ công khai ha, không có chia sẻ lên tiếng bên tiếng không miễn ship nha. Rồi đợi tiếp ngay. Bây giờ chốt nha, bây giờ tí sẽ trả lời chút xíu. Cái này là ton hai da nhưng mà hàng này hàng phối đây nha. Đó có nè, có này có size thì cái này là cái này thì tí có số lượng nhiều đó, rất là nhiều luôn, mấy trăm bộ, cho nên là bán hôm nay chỉ duy nhất cái line này thôi là miễn ship, chỉ duy nhất cái line này là miễn ship cho khách khi đặt ba bộ của mình là 199.000 miễn ship. Đối với khách là có chia sẻ cái nick của mình hiện lên, người chia sẻ là mình được miễn ship nha. Và không có dồn like, trong cái like này thôi, ba bộ này là 199.000 miễn ship. Đó, ai có chia sẻ thì sẽ miễn ship nha, không dồn like. Còn nếu mà dồn like thì vẫn tính ship 30k bình thường. Rồi thì cái này em có nhiều màu lắm, em sẽ dơ lên từng màu. Mình đặt mình nhớ kèm chia sẻ nha. Đó, em đứng lên em dơ lại cho mọi người xem. Quần là có hai túi nha. Áo nè, áo này là nó là hai dây đó, rất là xinh luôn, rồi hai tầng như thế này. Rồi đang mặc nè, đang mặc thấy cái áo không mình mong không. Rồi đang mặc này là 55 kg đó, lại cái quần nó nhỏ, cái áo thì nó rộng thiệt nha, nhưng mà cái quần này nó hơi nhỏ, 55 kg đó lại. Rồi bây giờ chốt mèo mung ơi, mình chưa có chia sẻ không miễn ship mèo mung nè, chia sẻ mấy miễn ship nha. Ngon chứ ơi, rồi ngon, lâu lâu mới miễn ship, tranh thủ chốt. Rồi tiếp thấy mèo mung, nhưng mà mèo mung cái nick của mình không có hiện người chia sẻ, bên tiếp không có free ship được. Rồi bây giờ chốt lên cho tiếp nha, ai không chọn màu thì cứ comment cho tiếp là ba bộ ba màu kèm số điện thoại đó. Ai không chọn màu thì chốt nhanh gọn lẹ luôn là ba bộ 199 kèm số điện thoại. Chị nào muốn chọn màu thì tiếp sẽ dơ từng bộ lên cho chọn đó, đơn giản thôi nha.
Rồi chị Quỳnh Nguyễn là lấy 3 bộ nè. 3 bộ không chọn màu chút cái kéo của chị đâu. 45kg được, mấy chị tôn mà mặc ở nhà sướng lắm. Rồi em chốt cho nè, miễn sao 3 bộ 3 màu thôi nha. Đó, rồi em lấy cho chị Quỳnh Nguyễn nè, 3 bộ 3 màu. Đồ phối như thế này nha mấy chị. Đó, 3 bộ 3 màu. Rồi chia sẻ em mấy phi ship nha. Trong cái like hôm nay Quỳnh Nguyễn chọn màu hả? Rồi chọn màu vậy. Vậy đưa lại em. Chọn màu thì tùy nha. Cả nhà ai không chọn màu thì chốt nha. Ai không chọn màu chốt. Rồi Ngọc Quanh 3 bộ hóa không? Rồi bây giờ dơ lên nè. Đó, ai không chọn màu em ưu tiên. Em ưu tiên khách nào không chọn màu. Rồi em chọn cho Ngọc Quanh nè. Trời đẹp quá nha. Đây nè em cho coi mảng mát nè mấy chị. Mảng mát nha. Rồi ai không chọn màu em ưu tiên Ngọc Quanh nè. Ngọc Quanh 3 bộ. Quỳnh Nguyễn bỏ giấy cho em. Quỳnh Nguyễn chọn màu. Rồi ai không chọn màu em ưu tiên em lấy trước. Rồi đó Ngọc Quanh nè, em chọn cho Ngọc Quanh 3 bộ nè, 199 miễn ship. Chia sẻ lên. Rồi đây nha Ngọc Quanh đó, tiếp lấy cho Ngọc Quanh nè, mát nè. Đó, thấy nhãn mát không? Rồi Ngọc Quanh có 3 bộ 3 màu chốt Ngọc Quanh. Rồi bé nguyên một bộ mặt với 2 bộ nữa nè, bé nguyên một bộ mặt với 2 bộ nè. Bây giờ em dồn 3 bộ vô một bao luôn vậy cho nó dễ. Tại vì mỗi khách có 1 giấy à. Rồi bé nguyên bộ mặt với thêm 2 bộ nè. Rồi bé nguyên nè đó nha. Rồi 2 bộ cho bé nguyên nè. Rồi bé nguyên nè 3 bộ. Ưu tiên cho chị nào không chọn màu thì em ưu tiên. Rồi đây bé nguyên 3 bộ nha, 2 bộ dây, 1 bộ bảng. Rồi bé nguyên nè em. Bộ chị mặc của bé nguyên luôn đó. Em ưu tiên. Chị nào không chọn màu, còn chọn màu thì cứ chọn ha. Quảng Nam gửi được rồi, Tân Hồng 65kg không có. Thanh Tâm Nguyễn 3 bộ. Rồi chốt cho Thanh Tâm Nguyễn 3 bộ. Trời ơi rẻ quá. Rồi Thanh Tâm Nguyễn nè, bây giờ chốt cho Thanh Tâm Nguyễn một bộ nè. Rồi Thanh Tâm Nguyễn nè ha, 3 bộ ha. Đó, 2 bộ nè. Lựa màu sáng cho. Bây giờ chị nói là em dồn vô một bịch khoan hả sếp đi, bây giờ sếp là không có kịp đâu. Đây thêm bộ nữa nè. Rồi thêm bộ màu hồng cho Thanh Tâm Nguyễn là 3 bộ nè. Rồi bán nguyên 3 bộ 68kg không có. Thu Thủy 55kg đô rồi. Rồi 3 bộ 199.000. Rồi 3 bộ 199.000 miễn ship đi chia sẻ. 3 bộ cho Thanh Tuyền. Rồi Thanh Tuyền có 3 bộ. Rồi Thanh Tuyền có 3 bộ nha. Đó dây nè. Đó 2 dây như thế này. 3 bộ cho Thanh Tuyền. 65kg không có. Bộ mặt hết. 3 bộ cho chị Ca vào trần. Rồi Ca vào trần 3 bộ. Hai giấy cho em lại lại em. 58kg không vừa mấy chị. 55kg đó lại thôi. Rồi chị Ca vào trần 3 bộ. Rồi 3 bộ cho chị Ca vào trần. 3 bộ cho Hoàng Mai Mai. Rồi 3 bộ cho Hoàng Mai Mai. Được, quay lại. Rồi Hoàng Mai Mai 3 bộ. Này chị Ca vào trần ra giấy chưa ba? Rồi Hoàng Mai Mai 3 bộ màu xanh đen, màu xanh bơ, màu hồng. Rồi 3 bộ cho Mèo Mung 3 bộ. Rồi Mèo Mung có 3 bộ. 1 bộ, 2 bộ. Em miễn sao em lấy 3 bộ 3 màu khác nhau. Rồi Mèo Mung nè. Hoàng Mai Mai 3 bộ. Rồi Mèo Mung 3 bộ. Hoàng Mai Mai 3 bộ. 3 bộ Kim Sa Moon. Không chọn màu là lấy lẹ. Kim Sa Moon 3 bộ. Rồi Kim Sa Moon 3 bộ. Màu xanh, màu tím và màu da bò. Không chọn màu. Không chọn màu là chốt.
nhanh gọn lẹ. Rồi len kim 3 bộ. Len kim 3 bộ. Rồi chị len kim 3 bộ ok chị nè. 3 bộ cho len kim nè. 3 bộ sắc nách không chọn nè. 3 bộ cho thuận tạ. Rồi thuận tạ 3 bộ. Rồi thuận tạ 3 bộ. Rồi cảm ơn chú Quỳnh. Sa đặng 3 bộ. Sa đặng 3 bộ. Rồi không chọn màu là ưu tiên nè. 3 bộ cho chị Lê Sáu. 199.000 miễn ship. Ok. Rồi 3 bộ cho chị Lê Sáu. Sát mắt. Một lát lên sao đang like mẫu cho tiếp mặt. Rồi chị Lê Sáu 3 bộ nè. Đang like cái 2 giây nha. Lê Sáu 3 bộ. 3 bộ cho Trần Trang. Rồi 3 bộ cho Trần Trang nè. 1, 2, 3. Đây nha. Đó. 3 bộ cho Trần Trang. Rồi ai chọn thì tính sao nha. Em chốt trước. 3 bộ dây cho Thảo Linh. Thảo Linh 3 bộ dây. Rồi vậy là Trần Trang bỏ giấy cho em. Trần Trang sắc nắp. Sắc nắp thì chọn lại sao nha. Rồi của Trần Trang là chốt cho rạp cưới phủ thật. Vậy là Trần Trang cái sắc nách thì chọn sao. Bây giờ Tuyết đang like 2 giây rồi. Đang like 2 giây. Rồi ai lấy chốt 3 bộ 2 giây 199.000 miễn ship chia sẻ. Rạp cưới phủ thật không chia sẻ là không miễn ship nha. Ai không chia sẻ là không miễn ship. Chị nào không chia sẻ bên Tuyết không miễn ship nha. Rồi Tuyết đang like là 3 bộ 199.000 miễn ship. Rồi chị nào cái nick của mình không chia sẻ là không miễn ship. Rồi 3 bộ 199.000 miễn ship. Rồi 3 bộ cho Hậu Hậu Nguyễn. Rồi Hậu Hậu Nguyễn 3 bộ. Rồi ai không chia sẻ em không miễn ship nha mấy chị nha. Rồi đây chốt lên cho Tí. Tí đang like dây nha. Ai lấy sắc nách thì chưa có chốt được nha. 3 bộ 199.000 Lê Mộng Thu miễn ship khi chia sẻ công khai kèm số điện thoại nha. Rồi 3 bộ 199.000. 3 bộ 199.000 55kg lần được. Bán sỏ vàng. À Ngọc Oanh thêm 3 bộ nữa. Rồi ok Ngọc Oanh. Lấy cho Ngọc Oanh thêm 3 bộ nữa nè. Đùi lụa không có Nguyễn Hoa. Rồi đây Ngọc Oanh nè. Rồi Ngọc Oanh nha, Ngọc Oanh 3 bộ nè. Rồi Ngọc Oanh thêm 3 bộ nữa nè em. 65kg không vừa nha mấy chị, 55kg đô lại thôi. Mấy chị đẹp. Rồi ai chọn thì cứ 3 bộ, còn ai không chọn em ưu tiên. Rồi cái này chốt cho Tiết cam dây. Rồi mã này mã cam dây nè. Cam dây. Rồi đặt hàng kèm số Lê Mộng Thu ơi. 199.000 chứ phải 99.000 Lê Mộng Thu ơi. Có ghim giá ở dưới. Rồi đây đen dây. Rồi ai lấy chốt nha. 199.000 3 bộ miễn ship khi chia sẻ công khai. Rồi chốt cho Tiết đen dây. Đặt hàng đúng mã kèm số điện thoại. Đen dây. Cam dây nha Nguyễn. Rồi cam dây cho nha Nguyễn. Bây giờ khoan xếp bỏ giấy đi. Hả? Dồn đơn là tính xếp bình thường. Ok. Rồi xanh sắc mắt. Rồi ai lấy chốt mã này là xanh sắc mắt. Rồi bộ mặt nó xanh sắc nắp nha. Hai tuần mà giống như Tiết mặt nhưng mà cái này nó là của Tiết dây còn này bạn. Rồi ai lấy chốt xanh sắc nắp 54kg vừa chị. Okay. Xanh sắc nắp
Rồi vàng bông. Rồi 3 bộ 199.000, có chia sẻ free ship. Vàng bông. Được, Hồng Nguyễn cứ 3 bộ là miễn ship, mình cứ lấy hoặc là 369 là miễn ship. Mét 53 ký vừa xanh sát nắp cho Nga Nguyễn. Rồi Hậu Hồng Nguyễn lấy em 3 bộ. Ok Hậu Hồng Nguyễn. Rồi Hậu Nguyễn là miễn sao chị lấy cho em 6 bộ khác màu ha. Rồi Hậu Hồng Nguyễn em 3 bộ. Xanh 1 bộ khác nắp. Đó xanh khác nắp. Nè Hậu Hồng Nguyễn 3 bộ ha. Cam dài. Tiết Nhung 3 bộ. Rồi 3 bộ không chọn màu là ok nè. Cam dài của Nga Nguyễn là không có gì. Vậy? Cái này cam dài. Đâu cam dài. Cam dây, cam dây gì mới quăng ra rồi. Có, chưa có quăng cam dây. Có mà. Chưa có quăng cam. Chúng ta xếp 3 bộ nữa giờ. Cam dây có mà. Chưa có quăng. Chưa có quăng cái màu xanh rồi. Cam dây rồi lấy lại bộ nào cam dây thế vô cho người ta. Cam dây gì quăng rồi mà. Lấy bộ cam dây bên kia rồi bỏ vô cho Nga Nguyễn. Kè 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 cam dây kìa. Ồ ồ ồ đó bộ đó của Nga Nguyễn đó. Rồi, rồi thế bộ này vô. Rồi. Cái này một bộ. Tiết Nhung 3 bộ. Tiết Nhung 3 bộ phải không? Rồi đây. Một nha, Tiết Nhung lấy dây phải không? Hai bộ dây với là một bộ sắc nắp nha. Rồi Tiết Nhung 3 bộ à. Rồi vàng bông cho Hạnh Sơn. Vàng bông cho Hạnh Sơn. Xanh sắc nắp hết, vải ton chị ơi, vải ton nha chị. 3 bộ dây cho Thuận Phạm. 3 bộ dây, ok. Đây. Rồi Thuận Phạm 3 bộ dây quá đẹp luôn. Hồng dây, đen dây, bơ dây. Thuận Phạm 3 bộ. Sắc nắp này nãy đâu có ai. Bây giờ em đưa cái bịch với thun chị đi. Ờ đưa vậy cho chị nha. Chị quăng cái nào 3 bộ em biết đường em để. Quàng bông hết. 3 bộ sắc nắp Nguyễn Thị Anh Đào. 3 bộ sắc nắp. 3 bộ sắc nắp là không có phối nha. Rồi Nguyễn Thị Anh Đào nè, 3 bộ sắc nắp nè. Đó, sắc nắp là như vậy nha. Rồi 1 bộ nè. 3 bộ sắc nắp. Rồi đây nha, 3 bộ sắc nắp là như thế này. Bỏ cái này là lộn rồi, cái này bỏ lại. Quan trang một nắng. Đây Nguyễn thì anh đào ba bộ sắc nắp này đúng không? Đây nha, đó sắc nắp là vậy. Rồi ba bộ sắc nắp. Này dây. Rồi đây nè, ba bộ sắc nắp cho Nguyễn thì anh đào nè. Dài dữ quá chị. Nguyễn Thị Anh Đào có giấy chưa không? Rồi Nguyễn Thị Anh Đào 3 bộ sắc nắp. Dung bỏ 3 bộ dây. Rồi Dung bỏ 3 bộ dây. Rồi đây. Rồi Dung bỏ 3 bộ dây nè. 1 bộ nè. 2 bộ nè. Bộ dây. Rồi Nhung vỏ 3 bộ dây thôi không phải. Rồi Nhung vỏ có 3 bộ dây nha. Rồi ok Nhung vỏ 3 bộ dây. Vàng bông hả? 3 bộ sát nắp cho Loan Lê, 3 bộ sát nắp. Sát nắp là bông như thế này nha. Rồi 3 bộ sát nắp cho Loan Lê. Rồi Loan Lê 3 bộ sát nắp. Rồi. 3 bộ dây cho Nguyễn Lê Trang, 3 bộ dây Nguyễn Lê Trang. 3 bộ dây. 2. Rồi Nguyễn Lê Trang 3 bộ dây. Nguyễn Lê Trang 3 bộ dây. 3 bộ sắc nắp cho Lê Thị Lương. Lê Thị Lương 3 bộ sắc nắp. Rồi sát nắp là quần không có phối nha, cả bộ nha. Lê Thị Lương 3 bộ sát nắp.
miễn ship nha mấy chị, chia sẻ em mới miễn ship. 50kg vừa nha mấy chị, ba bộ sắt nắp cho Đinh Thi, sắt nắp là thầy rồi. Đinh Thi ba bộ sắt nắp rồi, Đinh Thi ba bộ sắt nắp 199.000 miễn ship không dùng like. Ba bộ sắt nắp cho Kim Anh, Kim Anh ba bộ sắt nắp rồi, Kim Anh có ba bộ sắt nắp. À, cái này giống lấy nào khác khác đi. Rồi đây Kim Anh có ba bộ sắt nắp nha, đây nè sắt nắp Kim Anh có ba bộ sắt nắp. Ba bộ dây cho Dung Danh Hoàng, ba bộ dây rồi, Dung Danh Hoàng ba bộ dây. Chia sẻ em mới miễn ship nha mấy chị, em chốt hàng không có chia sẻ là em không có miễn ship nha. Ba bộ dây cho Hoàng Lê, Hoàng Lê ba bộ dây. Rồi Hoàng Lê ba bộ dây 199.000 miễn ship ba bộ. Hoàng Lê ra giấy cho ta. Rồi chị cứ bắn 63 chứ không vừa. Ba bộ sắt nắp Lê Mộng Thu kèm số, Lê Mộng Thu không có số điện thoại. Hoàng Lê đi. Cảm ơn Nguyễn Ly. Rồi bây giờ chốt nha. Đó, ai muốn lựa thì lựa, ai muốn lựa thì lựa, ai không lựa thì em ưu tiên em lấy trước, rồi lát còn gì em lấy đó. Rồi chốt cho tiếng trắng sắt nách 53kg bao vừa. Ba bộ dây cho Trang Lê, Trang Lê ba bộ dây. Rồi đây Trang Lê ba bộ dây hồng xanh lá xanh bơ 70kg không vừa, 55kg rồi, 55, 56, 57 thôi. Nói chung là dưới 6, dưới 58kg. Rồi cái này chốt là trắng sắt nách, trắng sắt nách nha. Rồi ai lấy chốt 3 bộ 55kg à, lấy dây hay sắt nách nào Giang? 3 bộ sắt nách cho Nguyễn Ly. Cái này 3 bộ của Mộng Thu với rồi Nguyễn Ly ba bộ sắt nách, Nguyễn Ly nè. Đây sắt nách nha. Rồi Nguyễn Ly nè, cái này dây. Màu xanh bơ, màu vàng, màu hồng. Rồi đây Nguyễn Ly ba bộ sắt nách, Nguyễn Ly. Đây Nguyễn Ly ba bộ sắt nách quần đùi. Đúng rồi, đang like trắng sắt nách cho Thu Đặng. Thu Đặng trắng sắt nách. Trắng sắt nách cho Linh Trần. Linh Trần trắng sắt nách. Rồi hồng dây, hồng dây. Hồng dây ai lấy chốt hồng dây 58kg không vừa, hồng dây. Rồi ai đặt chốt lên nha, hồng dây, hồng dây nha. Vải con em ơi, vải con, con nhung. Rồi đen dây, hồng dây cho chị Hạnh Sơn. Rồi ba bộ sắt nắp hả, bây giờ chọn đi cho dễ nha. Ba bộ sắt nắp 45kg là không có chọn, Tiếp không có chọn 45kg nha, như Tiếp mặt thôi. Đặt hàng kèm số điện thoại. Rồi đen dây 45kg là Tiếp không chốt nha, tại vì nó một size như Tiếp thôi. Dạ quần đùi đen dây cho Thu Sương Lý Thị, đen dây. Hồng dây cho Linh Trân. Ở vô liền. Đen dây cho chị Hạnh Sơn. Hạnh Sơn có đen dây nè chị, đẹp quá nè chị. Rồi Hạnh Sơn em chốt cho Hạnh Sơn đen dây. Rồi cứ 3 bộ là 199. Điệp Lê em 3 bộ dây nha chị. Rồi Điệp Lê 3 bộ dây. 1 bộ, 2 bộ. Rồi Diệp Lê 3 bộ nè, dây nè, mở ra cho tôi ha. Rồi Diệp Lê nè,
ba bộ nha, màu hồng đậm, màu hồng nhạt, màu xanh biển, rồi điệp lê ba bộ 199.000 nguyễn ship. Thảo Trần Thảo Nguyên đặt hàng kèm số lên chế em. Hào Giang lên lại dùm tiết dây hay là sắt nách 65kg không có, 60kg sợ không vừa em ơi, 55-57kg cho chắc, 46kg vừa chị. Nói chung cái này mình mặc rộng rộng thì nó dễ. Rồi bây giờ 45-47kg bây giờ tiết báo nè, một size như tiết mặt thôi, khách ngắn rồi mình mặc rộng được thì lấy nha. Đó, như tiết mặt thôi, như tiết mặt nha, tại vì cái này ton mà, ton thì mình mặc phải rộng rãi. Dạ có chia sẻ là miễn ship chị, chia sẻ là miễn ship đây nha mấy chị nha. Hào Giang là lấy 3 bộ dây đúng không, đây là một bộ nè. Rồi Hào Giang là 3 bộ dây nè, rồi 2 bộ, 3 bộ rồi hả, đây Hào Giang 3 bộ dây nè, Trần Thảo Nguyên là 3 bộ dây, Trần Thảo Nguyên nè. Rồi Trần Thảo Nguyên 3 bộ dây nè, 65kg không vừa, không vừa 65kg, Thảo Nguyên nè. Rồi cái này chốt chưa biết, lá sắt nách, lá sắt nách, quần là có túi hết nha cả nhà, lá sắt nách, rồi quần có hai túi hết nha. Ai lấy cái này lá, lá là chiếc lá nè, chiếc lá sắt nách 60kg không vừa khách ơi, 55kg lại dùm tí thôi. Rồi cam dây hết, lá sắt nách, lá sắt nách 60kg không vừa chiêu quần. Rồi Tiền Phạm lấy 3 bộ, ok Tiền Phạm nè. Đó, 1 bộ, 2 bộ. Rồi lấy cho Tiền Phạm 3 bộ nha. 1 dây 2 sắt nách cho Tiền Phạm nè. 3 bộ có 199.000 nguyễn ship. Rồi Đẹp Lê gọi, chừng nào mình nghe máy rồi, rồi bên tiếp máy gửi hàng nha Đẹp Lê nha. Lá sắt nách Lê Thị Lương. Rồi lá sắt nách. Rồi xanh dây, xanh dây. Rồi ai lấy chốt lại. Em chị phi ship trong cái like này, qua cái like khác em tính ship lại bình thường. Rồi chốt cho biết xanh dây nha, xanh dây. Ai lấy 3 bộ một lượt thì em ưu tiên. Rồi vàng dây, rồi vàng dây cho Thi Đinh thêm 3 bộ sắt nách, Thi Đinh 3 bộ sắt nách. Rồi đây để vô cho thêm Thi Đinh nè, 3 bộ sắt nách nè em, 1 bộ nè. Rồi cho Thi Đinh 3 bộ sắt nách nè. Rồi đây 2 bộ, trời đẹp quá. Rồi Thi Đinh 3 bộ sắt nách ok nha em. Rồi xanh dây, xanh dây cho em Nga Nguyễn. Rồi khách mới đặt hàng kèm số 3 bộ cho Đạt Nguyễn. Rồi 3 bộ cho Đạt Nguyễn, 1 bộ, 2 bộ. Rồi 3 bộ cho Đạt Nguyễn là dây ha, Đạt Nguyễn. Xanh lá hết, vàng dây. Rồi xanh dây hết nha, vàng dây. Cảm ơn Thi Đinh. Vàng dây nha cả nhà. Rồi xanh dây tiếp hết, vàng dây. Vàng dây cho Thu Đặng, Thu Đặng vàng dây. Rồi cam sắt nách, cam sắt nách, cam sắt nách, cam sắt nách. Rồi chốt cho biết cam sắt nách 55kg không có, 55-57kg thôi, 55-57kg. Rồi màu này chốt cho tiếc là riêu sắc nách, riêu sắc nách 3 bộ 199.000 miễn ship khi chia sẻ. Rồi không không chọn màu, chọn màu thì chọn từng bộ đi Kim Hạnh Vi ơi. Còn nếu mà không chọn màu thì chị lấy liền Nguyễn Toàn 3 bộ dây,
Rồi ai mà không chọn màu thì chốt lẹ nè. Nguyễn Toàn 3 bộ dây nè. Ai không chọn màu thì lấy liền luôn. Rồi Nguyễn Toàn đẹp quá. Ô hai màu hồng lắm. Rồi đây Nguyễn Toàn nè, cam dây, hồng dây, đen dây, Nguyễn Toàn 3 bộ. Bàn dây hết nè. Riêu sắc lắc cho Kim Phương Trần Thị, riêu sắc lắc. Riêu sắc lắc cho Kim Phương Trần Thị. Rồi cái này là chiếc lá, mã này mã chiếc lá. Rồi mã chiếc lá nha mấy chị ơi, 3 bộ 199.000 miễn ship. Chiếc lá. Cam sắc lắc cho Chi Nguyễn. Chi Nguyễn cam sắc lắc. Rồi đây là chiếc lá. Chiếc lá cho Hiền Nguyễn. 1m6 58kg, sợ không vừa nha. Gọn gọn người thì mới vừa nha. Rồi Ngọc. Ngọc dây, dây ngọc. Ngọc dây nha. Ngọc dây. Màu ngọc dây nha. Rồi Trần Thảo Nguyên xả đơn nè. Trần Thảo Nguyên quăng ra luôn đi em. Trần Thảo Nguyên xả. Ngọc dây. Ngọc dây cho Hiền Nguyễn. Bây giờ đưa cho Tâm Thu, chừng nào mà thấy đồ đó thì xả ra. Ừ. Rồi chiếc lá em hết nha. Vải ton Hiền Nguyễn thôi, vải ton. Ủa sao đặt rồi mới hỏi hả? Mình hỏi trước đi, mình thấy được mình phải đặt. Rồi cái này chốt cho Tiết là hồng sen. Hồng sen nha. 55kg rồi, không có 65kg. Hồng sen. Rồi chia sẻ bên em mới miễn ship nha. Lê Sáu đổi bộ sắc nách nè. Rồi đổi bộ này cho Lê Sáu nè. Chị Lê Sáu nè, đổi bộ sắc nách. Rồi anh Nguyên hôm qua hai bộ giữ đơn. Lê Trung gọi điện chốt đơn Lê Trung. Rồi lá sắc mắt. Lá sắc mắt. 55kg lại thôi nha mấy chị. Rồi 3 bộ 199.000 miễn ship. Rồi kim kim 3 bộ dây chọn màu ngọt. Ok em. Đây màu này ngọt chưa, màu hồng. Đây lựa màu ngọt ngào cho em nè. Màu hồng nè. Đây. Đây lựa màu ngọt cho kim kim nè. Hồng, xanh bơ, xanh biển nha. Rồi ngọt ngào chưa, kim kim 3 bộ ngọt ngào. Ngọc dây hết, hồng sen hết. Lá sắc nắp tiên tiên đặt hàng kèm số. Rồi đặt hàng kèm số. Ngọt ngào. Rồi đặt hàng kèm số nha. Rồi lá sắc nách kèm số. Rồi hồng dây còn nè. Rồi ngọc dây hết. Cái này là hồng dây. Hồng dây nha, hai dây. Rồi 3 bộ 199.000 miễn ship. Rồi tiên tiên là lấy gì ta? Tiên Tiên ơi đặt lại nha. Đặt mã dùm số điện thoại một dòng đi khách ơi. Để thôi nó chạy bình luận nó bị ẩn nghe không có thấy nha. Tiên Tiên chốt lại đi. Rồi tím than. Tím than này sắc nách. Tím sắc nách. Rồi tím sắc nách đẹp quá nè. Rồi tím sắc nách dùm tiếp nha. 3 bộ có 199.000. Tím sắc nách. Rồi Linh Võ, một lá sắc nách với hai bộ dây đang mặc hả? Dây đang mặc không có rồi bạn ơi, đây đây dây đang mặc. Rồi ok có nè. Dây đang mặc kiếm không ra rồi. Rồi dây đang mặc kiếm không ra. Linh Võ ơi, bây giờ chốt một bộ xanh sắc nách nè. Linh Võ chọn thêm nha. Đồ hôm qua gửi rồi xuống khoan.
kiếm cho thu xương Lý Thị. Rồi Nhàn Thanh ơi, chị chốt lại giùm em ba màu mà sắc nách hai dây hồng dây cho thu thủy. Thu thủy hồng dây tím đen em hết nè, lá sắc nách hết nè. Rồi chốt lại em sọc sọc sắc nách nè. Thôi em dơ từng bộ cho mấy chị chọn cho dễ nè. Đó nha. Rồi sọc sắc nách lấy ba bộ màu khác nhau không ai. Nhàn Thanh chưa biết chị gái nào. Ba bộ 199 rồi cam dây, cam dây bây giờ chọn nhiều tiếp đi, tiếp dơ từng bộ cho sắc nách bây giờ ít lắm, dây là nhiều. Tôn Lý Trần ơi, tôn bây giờ dây nè, dây thì tiếp lấy dễ nha. Đó dây thì nguyên cọc này, nguyên cọc này là dây, còn sắc nách thì mấy chị chọn đi. Đây sắc nách nè, lên sắc nách cho chọn nè. Sọc cho Hiền Nguyễn. Rồi 5758 ký hả chị. Rồi sắc nách tự chọn giùm em nha. Rồi cái này mã 1 sắc nách. Cam dây cho Tiên Tiên. Dạ. Bảy ton, 3 bộ 199.000 miễn ship. Rồi mã này 1 sắc nách, 1 nha, số 1 á, 1 sắc nách. Một cho thu xương Lý Thị. Rồi caro sắc nách hồng caro. Hồng caro. Rồi đặt hàng khách mới đặt hàng kèm số điện thoại để bên em gọi điện chốt đơn cho mình. Rồi đây ai lấy chốt hồng caro nè, 55kg lại nha, 3 bộ 199.000 miễn ship. Rồi đặt hàng kèm số điện thoại lên giùm tiếp. Đây nha. Rồi ai lấy chốt giùm tiếp nha. Rồi hồng caro, đây hồng caro có 3 bộ 4 bộ nè. Hồng caro, trắng caro. Rồi tím sắc nách hết rồi, sọc và mã 1 em hết luôn nha, trắng caro. À 1 toàn em xin lỗi. Ủa 1 chốt rồi. Dây xanh ngọc hết caro cho Hưng Nguyễn. Caro cho Hưng Nguyễn. Rồi caro trắng caro. Lê Thị Lương lấy em thêm 2 bộ dây. Rồi Lê Thị Lương thêm 2 bộ dây nè. Rồi cột lên. Ok Lê Thị Lương rồi, trắng. Trắng caro, hồng caro nha. Hồng caro với chị Ngọc Hiền. Rồi hồng caro em còn nè. Một hết. Bây giờ còn trắng caro, hồng caro thôi mã 1 hết. Ai trắng caro, hồng caro. Rồi hồng phối, hồng caro cho Vũ Lê. Rồi Vũ Lê có hồng caro, Linh Trân có hồng caro. Rồi cái này hồng phối, hồng caro cho Thu Đặng. Thu Đặng à, hồng caro hết rồi Thu Đặng ơi, hết nha. Còn hồng phối trắng caro, cái dây là tiếp còn nha cả nhà. Bây giờ biết dơ cái sắc mắt cho khách coi nè. Rồi xin chào Son Nguyễn. 3 bộ 199.000 miễn ship. Hồng phối cho Thu Xuân Lý Thị. Hồng phối, hồng phối hả? Xanh phối. Rồi xanh phối. Sắc nách hả? Rồi xanh phối. Xanh phối. Phương Thu chỉ có trắng caro thôi. Hồng caro hả? Xanh phối trắng caro. Hồng phối hả? Trắng caro. Xanh phối. Xanh phối cho Nga Nguyễn. Nga Nguyễn xanh phối. Rồi xanh bi. Xanh bi. Rồi mũi hà 2 bộ sắc nách 1 bộ dây. Rồi 1 bộ dây nè. Rồi 2 bộ sắc nách. Rồi cái này là sắc nách, cái này sắc nách, bộ này dây. Rồi cho bạn mũi hà. Xanh phối hết còn xanh bi. Lấy em 3 bộ phối cho Phu Quỳnh Bùi, 3 bộ phối nè. 1 bộ nè, 2 bộ nè.
Rồi Phương Quỳnh Bùi 3 bộ phối nè. Xanh bi cho Hưng Nguyên. Rồi hề 2 bộ á chị. 3 bộ. Đó, 3 bộ đúng rồi đó. À đây, đây 3 bộ. Rồi xanh bi cho Hưng Nguyên. Xanh phối hả? 55kg lại. Cái nào màu trời. Dèo 1. Xanh bi hết, xanh bi hết nha. Rồi Bảo Nam ơi, nếu mình chọn thì chọn trên like luôn nha. Chọn trên like đi. Rồi mã này chốt cho Tiết là 7 màu. Mã này chốt cho Tiết là mã 7 màu, quần có 2 túi hết nha. Đó, 7 màu. Rồi cái này chiếc lá đỏ. Rồi chiếc lá đỏ nha, 7 màu chiếc lá đỏ. Rồi Nguyễn Toàn 3 bộ sắc nách. 7 màu cho Thu Xuân Lý Thị. 7 màu nè, rồi Nguyễn Toàn thêm 3 bộ sắc nách. 3 bộ sắc nách ha. À 3 bộ sắc nách cho Nguyễn Toàn nè, đẹp nè. Nguyễn Toàn 3 bộ sắc nách. Rồi mã này chốt cho Tiết mã xanh đen. Xanh đen. Xanh đen giùm Tiết nha. Mã này chốt cho Tiết xanh đen. Đợi Tiết xíu rồi Tiết qua cái phối thì nhiều lắm khách ơi. Cho nên là lai lẹ. Rồi xanh đen. Trắng caro cho Kim Phương Trần Thị. 7 màu hết. Nguyễn Ly lấy 3 bộ sắc nách phối hả? Ai 1 bộ nè. 3 bộ mà sắc nách mà phối. Ai ai nha, sắc nách phối. Rồi Nguyễn Ly nè, 3 bộ sắc nách phối Nguyễn Ly nè. 7 màu em hết nè. Rồi Thu Thủy em 2 bộ sắc nách. Rồi đây, Thu Thủy thêm 2 bộ sắc nách màu phối. Thu Thủy 2 bộ sắc nách màu phối. Ai nha phối nè. 3 bộ sắc nách dùng đơn. Rồi 3 bộ sắc nách dùng đơn nè. Rồi 1, 2, 3. 3 bộ sắc nách dùng đơn cho Hoàng Lê nè. Hoàng Lê 7 màu em hết. Xanh đen nha chị Ngọc Hiền. 55kg lận. Rồi đây. Rồi đen sắc nách. Rồi 60kg không có. Rồi đen phối. Đen phối giùm Tiết nha sắc nách. Ai? Hàng rất là xịn thôi. Hàng này hôm bữa em bán 70.000 bộ á mấy chị. Hàng này hôm bữa em bán 70.000 mà có ship nha, hôm nay miễn ship. Ba bộ sắc nách 3 màu, Nhàn Thanh 3 bộ sắc nách 3 màu hả chị? 58 kg em sợ không vừa á chị. Nha 58 kg sợ không vừa, bỏ lộn nãy giờ chưa có đơn. Đen phối nó hòa tròn. Tuấn Lương lấy gì á? Tuấn Lương bên Tiết không có sỉ nha. Lấy ba. Rồi xanh dây. Chưa có đúng không? Chưa có. Rồi Nguyễn Toàn chốt đơn. Rồi xanh dây. Xanh dây. À 7 màu em còn nè. Chốt đơn. Em phối hết xanh dây. 7 màu em còn nè, ai lấy chốt. 7 màu em còn nè. 7 màu vô Vũ Lê, Vũ Lê có 7 màu. Rồi xanh dây. Rồi hồng phối. Rồi xanh dây hồng phối đi cả nhà. Xanh dây hồng phối. Bộ này đẹp quá nè. Xanh biển dây cho Bảo Nam Nguyễn. Hồng phối cho Trần Thọ. Rồi đây. Vàng dây. Rồi đẹp quá. Vàng dây.
Rồi hồng bi. Rồi hồng bi nha mấy chị đẹp, hồng bi. Rồi hồng phối hết, còn vàng dây. Mỹ Anh Ngô vàng dây. Rồi hồng bi. Hồng bi nha. Rồi hồng bi. Em nghe chị ơi. Dạ thì hôm qua em có báo mà chị, tại chị lấy 2 ít thì em giao đúng hàng nha chị. Lần sau thì chị đặt chị lấy 1 ít lại. Dạ dạ. Dạ rồi. Không phải chị ơi, tại vì cái hàng này á mỗi nhà nó mỗi mai cái size khác nhau. XL hôm qua là em báo 57 58 kg, cho nên là lần sau chị đặt á, khi nào mà chị nghe em đọc 57 58 kg thì chị cứ đặt, tại vì size thì giống như là ở nhà này XL 57 58 kg mà nhà kia nhiều khi nó là 2X 3X 57 58 kg, nó không có giống size á chị. Dạ dạ. Mình cứ nghe số ký rồi mình đặt. Dạ. Dạ không sao chị, rộng thì nói chung là mình cũng mặc được. Đó em chỉ sợ là chật có thì mình mặc không được. Dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ em cảm ơn chị. Dạ dạ. Hồng bi cho Bảo Ngọc. Hồng bi cho Nguyễn Ngọc, xanh phối. Xanh phối cho Trần Thọ. Rồi cam phối. Rồi cam phối giùm tiếp nha. Rồi chị Sương Thu chị nhận hàng rồi, chị mới gọi ra nè. Rồi cam phối. Rồi đúng rồi đó. 900 mấy hôm qua chuyển khoản á. Trời ơi này đẹp quá. Rồi cái này to nè, rồi em lấy cho chị Nhàn Thanh nè. Nhàn Thanh ơi em lấy cho chị cái size to nè chị. Rồi đẹp quá chị ơi. Cái này 58 60 kg được nè. Đây. Đây nó có 2X 58 60 kg, rồi em lấy cho chị Nhàn Thanh, trời đẹp quá. Rồi chị Nhàn Thanh là 2X, để em kiếm cái 2X cho. Anh L. XL. Rồi Nhàn Thanh ơi, em lấy XL với 2X là chị mặc vừa nè, Nhàn Thanh 3 bộ nè. Cái này là dây. Rồi Nhàn Thanh đợi em nha, em lấy cho. XL 2X là chị mặc vừa. Cái L là em mặc L. Rồi cố gắng chứ. Rồi chị Nhàn Thanh nè, có nha. Đó, 2 bộ rồi, em lấy thêm bộ nữa. Tại vì em đang mặc L, em đang mặc L 55 kg. Em lấy ít XL cho chị. Rồi chị Nhàn Thanh nè, chỗ này dây hay này gì nè. Rồi em cái nha, thằng Nhàn Thanh có. Rồi quá đẹp luôn. Rồi Nhàn Thanh có 3 bộ nha Nhàn Thanh ơi, 3 bộ. Size XL với 2X là 58 cái phùa. Cam phối đó Hòa Trần. Hòa Trần cam phối. Rồi rồi em lên mấy chị ơi, chịu khó đi nhiều. Để cho số điện thoại Lê Mộng Thu lên lại số điện thoại giùm tiếp nha Lê Mộng Thu. Rồi Ngọc Phối đi, Ngọc Phối. Rồi Ngọc Phối nha, ai lấy chốt thì tiếp Ngọc Phối. Ngọc Phối, chị Ngọc Hiền, chị 2X 3 bộ 1 bộ dây nha. Dạ 2X để em coi chị ơi. Ngọc Phối, 6 Lê Ngọc Phối. Biết sao mấy chị, cái size mà 1X 2X ít lắm, size L luôn mà bởi vì em mới xả hả. Rồi, đỏ nè, hai tầng chốt cái tiết mã đỏ. Ủa đỏ lửng. Không, cái lửng này khác, cái lửng này em bán giá khác, lửng này không chốt được. Lửng 21 vậy đó. Anh Thư là bơm hàng bên tiết nè, đó, anh Thư Tây Ninh đó. Giao tới nơi gọi 8 ngày không nghe máy. Caro trắng. Anh Hưng Tây Ninh là đã bơm hàng ha. Bơm hàng không có bán nữa nha. Rồi caro trắng.
Rồi 2 ít không còn đâu, mọi người đừng đặt 2 ít nha. Ai đặt L thì em chốt cho. 2 ít nãy em chọn có mấy bộ à, em chọn cho chị Cách rồi. Rồi cái này đỏ, cái này mã là thỏ. Thỏ đỏ nha, 55kg này. Thỏ đỏ. Đó, ai không thích dây thì mình mặc sát nắp nó cũng hay tầng. Nó cũng hay tầng mà bạn. Lê Mộng Thu nè, kèm số nè, không có thấy số nè, Lê Mộng Thu nè. Caro xanh không có nè. Caro trắng, chốt đúng mã em lấy nha khách nha, chốt đúng mã em lấy. Không có bán lửng, hôm nay Tiết chỉ bán 3 bộ 199 ngàn thôi. Rồi đỏ thì chị Ngao Nguyễn. Rồi đẹp quá nè. Rồi sáng này ta nè, sáng này 57-58kg mã sáng. Quần có 2 túi hết nha. Phương Thạch ơi em chọn đi cho dễ em ơi. Em chọn đi bi phối là chị không có thấy rồi. Em chọn đi nha. Rồi sáng nhìn tiếp nha, 2 tuần nè. Sáng. Sáng cho Mỹ Anh Ngô. Rồi xanh nhạt. Xanh nhạt cả nhà ơi. Rồi mẫu 2 tuần quá đẹp luôn. Xanh nhạt. Xanh nhạt nha. Xanh nhạt. Rồi xanh đen dây nè cả nhà. Xanh đen dây nè. Xanh đen dây nha. Rồi 55kg lại thì mặc dễ nha mấy chị. 65kg không có mũ len. Rồi xanh đen dây. Xanh đen dây. Linh bỏ một bộ rồi. Bây giờ mình tự chọn nhìn tiếp nha. Bạn đã nhiều mẫu quá. Rồi xanh đen cho Hồng Thiêu nè. Chia sẻ nha mấy chị. Ai không chia sẻ không miễn ship nha. Đó, mấy chị ở đây em thấy nhiều chị không chia sẻ. Thu Thủy không chia sẻ, Phong Hoàng không chia sẻ. Không chia sẻ không miễn ship ha. Ai có chia sẻ mới miễn ship nha. Xanh đen hết nè, xanh nhạt cho Trang Võ nè. Rồi ai không chia sẻ là không có miễn ship nha mấy chị. Em chỉ miễn ship cho khách chia sẻ thôi. Rồi xanh đen em hot nha, em lên cái cả bộ bông đó nè. Rồi cái này chốt cho Tiết là mã xanh lá. Rồi 55kg lại nha, quần là có ren có 2 túi. Rồi cái này chốt cho Tiết xanh lá. Rồi xanh lá nha, dây em vẫn còn nha. Xanh lá. Đúng rồi, xanh lá cho Ngọc Lan. Rồi cái này trắng đi, mã này chốt trắng lá đi, trắng lá. Trắng lá. Rồi 59kg thì không có à. Bây giờ 59kg ít lắm, đa số là lò thôi. Đa số là lò, là lò 55kg. Trắng lá. Rồi khách mới đặt hàng kèm số. Rồi trắng sọc đi, cái này chốt trắng sọc. 3 bộ trắng lá cho Ngọc Lan. 3 bộ 199 ngàn miễn ship. Rồi. Rồi cái này là trắng sọc. Trắng lá hả? Cái còn trắng sọc. Không có chương, chỉ like hàng này thôi. Chỉ like hàng này thôi. Cái này cũng là đồ bộ mà. Rồi vàng. Trắng sọc cho 6 lê. Rồi cái này chốt cho Tiết vàng. 3 bộ 199 ngàn. Miễn ship khi chia sẻ. Không chia sẻ là ship 30 ngàn. Rồi vàng 65kg không có Nguyễn Lan. Vàng cho Vĩnh Bình Phúc. Vàng.
Rồi 7 màu. 7 màu nha. Rồi 55 cái đô lại thôi. Rồi 7 màu vàng hết nha Nghiêm Xuân, 7 màu. 3 bộ 199.000đ. Miễn ship. Miễn ship ngày hôm nay thôi, ngày mai tính ship bình thường. 7 màu. Rồi hồng. Sọc hồng. Rồi sọc hồng nha. Sọc hồng đó, đa số là size L 55 kg đó lại. Còn cái size XL 2X ít lắm. Rồi tiếp lên dây nha nè. Rồi hồng cho Ngọc Lan. Nguyễn Vân sắc mắt 3 bộ cho Nguyễn Vân, ok nè. Rồi Nguyễn Vân 3 bộ sắc mắt nè. Rồi Nguyễn Vân 3 bộ sắc mắt. Sọc hồng hết nè. 7 màu cho Lan Trần. Rồi Lan Trần có 7 màu. Đây trời ơi đẹp quá. Đỏ dây. Đỏ dây. Đó giống như tiết mặt. 2 tuần. Có cái nút. Sọc hồng hết nha, đỏ dây. Đỏ dây cho Phương Thu. Rồi đỏ dây hết rồi, mã này trắng. Trắng nha. Lê Hồng gọn ơi, mình tự chọn đi bạn ơi, số điện thoại có 6 số. Đỏ dây hết. Trắng. Rồi trắng đi. Trắng cho Thu Sương Lý Thị. Rồi có ai hơi lửng này để mai em like. Lửng để làm bữa khác em like. Rồi hồi nãy có khách không có cho số điện thoại nè em xả. Rồi em lên dây nè. Rồi đây hồng dây. Rồi hồng dây 2X nè. Hồng dây 2X 60kg là mặc được. Hồng dây 2X nha. Hồng dây 2X. Rồi cái này là xanh dây 2X đó, 60kg nè. Rồi vàng dây XL. Đó có 2X á. Rồi dây hồng 2X cho Tiên Lê nè. Rồi bây giờ còn xanh dây XL. Rồi lá dây 2X. Xanh 2X cho Tiên Lê nè. Rồi cái này xanh bơ á, xanh XL, xanh dây XL. Hồng dây 2X hả. Rồi da bò nè. Da bò XL. Da bò XL. Rồi xanh dây 1X cho Hòa Trần nha. Xanh dây 1X cho Hòa Trần. Rồi bò dây. Da bò dây. Đây nha. Hồng dây nha. Ê da bò dây. Rồi da bò cho Hòa Trần. Rồi xanh dây 2X em hết nha. Bàn dây hết, hồng phối. Rồi cái này chốt cho biết là hồng phối. Hồng phối dễ thương quá nè mấy chị. Hồng phối. Rồi hồng phối dùm tiếp đi, hồng phối. Rồi lá em hết rồi chế. Cái Ngọc Hiền để lá em coi còn size to. Trời đẹp quá. Đỏ dây. Ai nha, L nhỏ nhất là như tiết mặt. Hồng phối cho Kim Kim. Kim Kim hồng phối. Rồi da bò hết, đỏ dây nè. Đỏ dây đẹp quá nè. 2 tuần nha. Đỏ dây. Cứ 3 bộ là 199. Rồi miễn ship. Đỏ
dây Trương Minh Hùng đặt hàng kèm số đi bạn ơi. Rồi Nghiêm Xuân đỡ dây nè. Mấy chị ơi đặt hàng kèm số bên em mới lấy hàng được. Rồi hồng 2X nè chị Ngọc Hiền, cái này được không chị? Hồng này hình con thỏ mà 2X nè. Ngọc Hiền lấy này không chị? Thỏ hồng 2X nè chứ Ngọc Hiền lấy ok giùm em nha. Thỏ dây hết rồi. Chế Ngọc Hiền cái đó lấy rồi chốt giùm em nha. Đây. Đây chế Ngọc Hiền nè, xanh XL nè, đó chế có lấy mấy cái này em lấy cho chế cái này to nè. Hai bộ này to nha, chế Ngọc Hiền lấy thì ok giùm em hai bộ nè. Đó, em kiếm size to. Ba bộ mới chốt, ai một bộ không có chốt. Ờ, em để riêng đi, cái nào ba bộ hả, quăng cho chị mấy chị chốt. Hả? Rồi chế Ngọc Hiền hai bộ to nha chế nè. Nè nè nè, chị Ngọc Hiền hai bộ nè. Rồi đẹp quá nè, hồng dây. Hồng dây này 55kg nha. Đó, hồng dây này 55kg nào 2X, ba đời tiếp tục lên. Rồi hồng dây. Đỏ dây, xanh biển dây. 60kg không có à. Rồi chốt đơn Thu Xuân Lý Thị nè, coi đủ chưa. Rồi em qua cái mã sắc nách này đi, rồi em qua phối. Phối em còn nè. Phối em còn. Hồng dây cho Bảo Ngọc. Bảo Ngọc hồng dây 60kg không vừa. Hồng dây hết, hồng dây hết. Phương Thu còn à, đỏ dây, biển dây. Rồi bây giờ em chốt qua mã này, em có nhiều màu nè. Đỏ dây 2X không có. Không có đỏ dây 2X. Rồi bây giờ chỉ còn L nha. L này 55kg lại nha. Rồi Vũ Lê thấy em bộ sắc nách nữa. Rồi lấy cho em thêm bộ sắc nách nữa nè. Rồi màu này ha. Rồi Vũ Lê bộ sắc nách nè. Không dây hết nha. Rồi bây giờ chốt cho tiếp mã này là xanh lá nè. Xanh lá này sắc nách nha, 55kg lại. Xanh biển dây cho Lan Trần. Rồi tí còn đỏ dây, cái này xanh lá. Rồi xanh lá dùm tiếp nha. 58kg tới hết rồi, còn 55kg. Rồi trắng. Rồi trắng nè. Kiểu giống vậy nha, vàng. Rồi xanh lá cho Phương Thu. Con bông đó chắc mai tiếp máy like chiếc chiếc còn nè. Còn nè, còn nhiều lắm. Đỏ dây Bảo Nguyên à, Bảo Nam Nguyễn đỏ dây. Hai hai dây nè, phối nè ha. Rồi sọc. Mẫu sắc mắt nha, sọc. Rồi trắng sọc. Rồi bảy màu. Đó cái mẫu hồi nãy tiết chưa ra đó. Rồi hoa vàng. Hoa vàng trắng cho Nghiêm Xuân. Nghiêm Xuân trắng. Rồi ok Nghiêm Xuân trắng nè. Xanh lá hả Thảo Hằng? Dây 2 ít không có Hồng Thiêu ơi. Xanh lá em hết nè. Rồi Phương Thu chốt đơn 3 bộ. 7 màu cho Hiền Nguyễn. Rồi Hiền Nguyễn 7 màu. Trắng là Trang Võ. Rồi Trang Võ có trắng. Trắng là Trang Võ. Rồi hoa vàng. Hoa vàng cho Vĩnh Quỳnh Phúc. 3 bộ sắc nách cho Thảo Linh. Rồi Thảo Linh 3 bộ sắc nách. Rồi Thảo Linh 3 bộ sắc nách. Rồi Thảo Linh nha. 3 bộ sắc nách nha, một sọc, một họa tiết với một hoa. Rồi Thảo Linh 3 bộ sắc nách. Rồi 51kg là size L hoa vàng Vĩnh Vĩnh Phúc. Rồi 7 màu cho Hiền Nguyễn. Rồi Hiền Nguyễn có 7 màu à. Hoa vàng Vĩnh Vĩnh Phúc rồi, trắng hết nha. Trắng sọc cho Hương Nguyễn. Rồi cái này là trắng sọc mà Hương Nguyễn. Thảo Linh 3 bộ rồi, hoa vàng cho Bảo Nam Nguyễn. Hoa vàng Bảo Nam Nguyễn.
vàng cho Hương Nguyễn. Rồi vàng cho Hương Nguyễn nè, vàng nè. Cái này hoa vàng nha em. Cái này vàng. Hoa vàng vàng. Ờ cái đó vàng đó, còn này hoa vàng. Trắng sọc hết. Trắng sọc hết. Ngọc Lan chốt đơn khỏi gọi. Rồi sọc hồng cho Trang Võ. Trang Võ sọc hồng. Rồi sọc hồng. Rồi này sọc. Chị lấy 6 kia rồi đổi cho chị một bộ sách hết. Rồi lấy bộ sách hết xả một bộ dây. Ừ. Đúng rồi, đúng rồi. Sắp chén ra đây lấy hoa vàng ra. Thế có 2 lấy hoa vàng. Hai con khác nhau. Có 2 bộ hoa vàng đó. Hai bộ hoa vàng đó. Đó. Trời ơi, ngay đùi em 2 bộ hoa vàng. Em bỏ vô đó là gì rồi? Là hoa vàng đó chị. Ờ, rồi bên đây hoa vàng. Rồi bây giờ tiếp nha. Hồng dây. Đặt hàng kèm số cả nhà ơi. Dạ tôm lửng em không có like gì, em chỉ like 3 bộ đùi này thôi. Là miễn ship thôi em mới lên tôm lửng. Rồi. Hồng dây. Rồi ai lấy chốt cho biết hồng dây 55 chứ đó lại. Dạ hoa vàng hết rồi Hương Nguyễn. Hết rồi nha. Sọc hồng cho Thu Ngân. Rồi cái này là hồng dây. Rồi cái này chốt cho Tiết là lá nâu. Lá nâu giùm Tiết nha. Ok Vũ Lê, nếu mà mua hàng rồi bên Tiết vẫn còn lưu địa chỉ. Vũ Lê gọi chốt đơn luôn đó Thu. Rồi em hồi sáng chốt đơn khỏi gọi Đặng Nguyên Công ok nè. Rồi lá nâu. Rồi bây giờ tiếp tục nha. Còn rất là nhiều. Rồi lên phối nè. Rồi nhu cũng được. Rồi tiếp hai bộ khác cho nè. Hồng dây Thảo Đặng hồng dây hả? Rồi để chị thay. Rồi để chị tiếp thay ra cái bộ sát mắt cho. Sát mắt màu phối. Trời cưng lấy một màu. Màu nhu hả? Cái đó sát mắt là cái gì? Thì dây chị. Dây nè, đỏ dây được không? Đỏ đô á. Ký lại nha mấy chị. Tại vì cái này là size L nhỏ nhất. Đó, nha. Ấy thì lấy 3 bộ khác màu cho khách nha, cái nào giống bỏ ra đi. Cái đó là dây hả? Dây. Mà chị chịu dây hay là chịu em cái này là toàn 3 bộ toàn dây luôn. Nè. Lấy màu đen đi, có màu đen chưa? Rồi lấy đen đi nè. Ê, quăng vô cái máy nữa. Hồng dây hết rồi. Dạ, cái này không có sai đại. Lá nâu vô Tốn Như. 3 bộ 199.000 miễn ship. Rồi, Vũ Lê là khỏi gọi nè. Hồng dây hết nha. Thu Nguyễn xả bộ vàng. 3 bộ phối sắc mắt. Đây là lá nè. Rồi, Phương Thạch nè, 3 bộ phối sắc mắt. Rồi đây nha, Phương Thạch nè, 3 bộ phối sắc mắt. Sắc mắt hết nha. Đó, mình nhìn dễ biết lắm, sắc mắt là trên cái vai nó là bảng như thế này. Ai ha, rồi Phương Thạch 3 bộ sắc mắt.
phải bảo vệ cho em đi, tiết 8.17. Cho em một món phục. Bộ mặt cho Dương Đinh. Rồi bộ mặt cho Dương Đinh. Bộ mặt con nè. Rồi bộ mặt cho Trang Trần. Bộ mặt có hai bộ. Rồi Dương Đinh một bộ, Trang Trần một bộ. À, Thu nói bối xuống bảo vệ lấy gói đồ giùm chị. Thôi thôi ơi. Thôi. Cứ bảo vệ lấy đồ giùm mẹ kìa. Rồi đây. Cái này xanh bơ. Ai lấy chốt xanh bơ, cái này vàng chứ. Cái này đi đại vàng phối. Vàng phối nha, vàng phối. Đẹp, ba bộ có 199 ngàn miễn ship, ship hết 30 mấy ngàn rồi mấy chị. Nha, ship em trả là ba mấy ngàn rồi. Rồi Hương Nguyễn xả bộ vàng ra nè. Rồi chị nào đặt ba bộ thì em mới chốt nha, tại vì em miễn ship mà. Rồi cái này chốt chưa tiếp là vàng nè, vàng nha, vàng phối Vĩnh Phúc Quỳnh. Rồi mã này là vàng, 60kg không có Trang Quỳnh. Vàng. Trời ơi. Vậy đó hả? Khoáng câu xanh dần. Ở đây còn size L thôi, L là 55kg là 55kg. Vàng phối hết vàng. Hoa Việt kim trần vàng Hoa Việt lấy 3 bộ. Rồi Hoa Việt lấy 3 bộ nè, 1 bộ nè. 2 bộ nè. Khói à. Đi lấy cho mẹ đó, ở đây ai cũng luôn bu hết. Rồi Hoa Việt 3 bộ nè, bộ mặt hết rồi. Ừ. Rồi. Bộ mặt hết nha. Rồi đây đỏ dây rồi, Hoa Việt ok bạn nha. Rồi đỏ dây giùm tiếp nè. 3 bộ 199 ngàn miễn ship. Trời ơi. Nhờ đó ha. Nhờ có đi lấy gói đồ thôi. Nó nhai như là cái gì vậy đó. À, Khang kèm số nào Nguyên Trần ơi, kèm số anh biết mới chốt hàng được. Đỏ dây cho Kim Trần. Kim Trần đỏ dây bỏ vô liền em. Cho mình 3 bộ phối như tiếp rồi Trang Trần thêm 2 bộ nữa là 3 bộ phải không? Hai bên nào? Rồi Trang Trần nãy 1 bộ giờ lấy thêm 2 bộ nữa là Trang Trần 3 bộ nè. Em nãy Trang Trần có 1 bộ nè, giờ thêm 2 bộ nữa rồi Trang Trần 3 bộ phối như tiếp nè. Bỏ dây hết nè. Rồi đây. Hồng phối. Rồi vô 3 bộ dính luôn. Đó, ai cứ 3 bộ miễn ship. Có chia sẻ không miễn ship. 4 bộ. Rồi Phương Thạch chốt đơn cho em luôn nè. Ok Phương Thạch nè. Rồi cái này là hồng phối nè. 70kg không có Ngô Việt. Rồi đây. Rồi Hạnh Lê 3 bộ như tiết mặt. Rồi ok Hạnh Lê nè. Đó 1 bộ 2 bộ. Rồi Hạnh Lê lấy cho chị 3 bộ. Để em lấy khác màu. Rồi chị Hạnh Lê 3 bộ này nha. Rồi chị Hạnh Lê 3 bộ đẹp quá đúng rồi. Đẹp mà rẻ nữa, miễn ship nữa. Không mua là uổng nha. Rồi chị Hạnh Lê 3 bộ nè. Nè em. Rồi 3 bộ chị Hạnh Lê nè. Đợi cứ 2 tờ đi, chị đâu có nhớ. Dạ ok chị Ngọc Thiền còn chị. Bây giờ em chốt ở trên đây em không biết là ai ba bộ, nếu mà dư thì em bỏ lại, còn nếu mà đủ ví dụ 3 bộ 6 bộ, còn ví dụ bên em gọi chốt mà có dư á thì để lại, hoặc là mấy chị muốn lấy thêm thì lấy nha. Anh ngồi em đây không nhớ. Chị Ngọc Hiền 4 bộ. Hồng Nhạc phối. Hồng Nhạc phối. Hồng Nhạc phối. Rồi cam phối.
cam phối nha mấy chị đẹp, cam phối. Cam phối có hai bộ, hồng nhạt phối một bộ. Rồi hồng phối hết, em còn hồng nhạt phối. Cứ 3 bộ miễn ship, 6 bộ miễn ship, 9 bộ miễn ship. Đó, lấy vậy là được miễn ship. 55kg lại. Rồi biển phối. Đó, đẹp quá trời luôn. Rồi lâu lâu em mới miễn ship nha mấy chị. Chứ bình thường là em không có miễn ship nha. Thì Linh Lê 3 bộ. Rồi thì Linh Lê. Thì Linh Lê 3 bộ phải không? Rồi ok, thì Linh Lê nè, 1 bộ nè, 2 bộ nè. Rồi thì Linh Lê nè, đó, 3 bộ mẫu cho tiết mặt nha. Đó, có cái túi thì Linh Lê 3 bộ. Hồng phối, hồng phối hết rồi, hồng nhạt phối cho Mỹ Anh Ngô. Lấy em 3 bộ đi bạn, Hoa Việt lấy em 3 bộ. Rồi ok, Hoa Việt nè. Hoa Việt có lấy dây không ta hay lấy bản thôi? Rồi đây Hoa Việt đẹp quá bạn ơi. Rồi lấy cho Hoa Việt 3 bộ nè. Rồi Hoa Việt thêm 3 bộ nữa là 6 bộ cho Hoa Việt nè, quá đẹp luôn nha. Rồi Hoa Việt thêm 3 bộ, đó là Hoa Việt 6 bộ. Nhạc phối hả? Biển phối cho 6 lê. Rồi biển phối cho 6 lê nè. Rồi 3 bộ cho bằng lăng tím nè, ok bằng lăng tím 3 bộ, quá đẹp luôn. Màu xanh ngọc, màu hồng, màu cam. Rồi nha, bằng lăng tím 3 bộ nè. Biển phối hết liễu đổ. Đủ lê đủ ba. Cam phối cho Thu Đặng. Rồi Thu Đặng có cam phối. Cam phối cho Lan Trần. Lan Trần cam phối. Dạ ok chị Ngọc Hiền. Rồi cam phối hết. Rồi ngọc phối. Ngọc phối, hồng nhạt phối hết nha em Kim Kim. 65kg không có bằng bằng lăng tím. Ngọc phối. Rồi ngọc phối giùm cho Tiến nha. Cái ông già đó sao ông kỳ cục. Nhỏ nít mà cứ nói hoài. Ngọc phối cho liễu đổ, liễu đổ ngọc phối. Rồi cam phối. Cam phối. 3 bộ. 3 bộ linh vỏ 3 bộ. Linh vỏ hả? À? Linh vỏ 3 bộ hả? À? Rồi linh vỏ có 3 bộ như tiết mặt. Linh vỏ 3 bộ. Rồi Lan Trần nè, đi đơn luôn nè. Rồi đây, à, cái gì quên rồi. Linh vỏ 3 bộ, đen cam hồng. Linh vỏ như tuyết, ngọc phối hả? Rồi Lan Trần lại đi đơn khỏi gọi. 3 bộ màu sáng cho Nguyễn Cẩm. Có dây nữa nha mấy tình yêu nha, có dây nữa nha, ai muốn lấy dây thì cứ ra dây, cứ soạn dây cho. Rồi 3 bộ màu xám cho Nguyễn, màu sáng cho Nguyễn Cẩm nè. Đây màu hồng. Màu hồng nha, màu xanh bơ, màu cam. Rồi Nguyễn Cẩm. Nguyễn Cẩm 3 bộ màu sáng. Dạ Hồ Xuân cái này 55kg lại nha cô ơi. Trang Trần chị lấy cho em rồi nha Trang Trần ơi. Trang Trần cũ. Trang Trần mới 3 bộ phối. Trang Trần mới, Trang Trần cũ lấy rồi. Rồi 3 bộ phối. Nè 3 bộ phối cho Trang Trần mới nè. Nói chung là có hai cái nick Trang Trần là đều lấy hàng rồi, hết rồi nha. Đó 6-7kg không vừa. Vàng hồng xanh lá không chọn màu Thảo Khi Trần ơi. Nguyễn Cẩm ơi đang lấy hàng này, không có lấy dây. Đang lấy hàng này, ai lấy dây ghi dây thì tiếng mới soạn dây. Thảo Khi Trần nè. Thảo Khi Trần chọn màu là không có chọn. 3 bộ, 3 bộ không chọn màu thì tiếng chốt. Còn nếu mà chọn màu thì cứ đợi tiếng lên từng bộ thì mình chọn. Rồi chị Thu Ngân nè, 3 bộ cho chị nè, ok Thu Ngân nè.
Chị nào lấy dây thì báo dây giùm em. Đây chị, cái này không có dây nè. Chị nào lấy dây thì ghi dây em mới lấy nha. Tại vì cái này em đang mặc như vậy nè, thì em lay vậy. Cái này là dây. Rồi chị nào không lấy dây thì em đang chốt là không, đang chốt là sắc mắt. Còn chị nào lấy dây thì ghi chữ dây giùm em. Rồi mấy chị ơi, khối em còn dây thôi. Rồi vậy chị chốt cho mẹ, mấy chị chốt cho em đi nha. Bây giờ em dơ lên tầng bộ cho mấy chị chốt. Rồi cái này cam phối, cam phối nha. Ai lấy dây ghi dây. Sắc mắt bây giờ em hết, hết cái dạng mà phối rồi, sắc mắt giờ cả bộ bông thôi. Rồi cái này tím. Rồi tím này lấy cho chị Ngọc Hiền đi. Chị Ngọc Hiền còn 2 bộ nữa là đủ 6 bộ phải không Thu ơi? Hả? Ngọc Hiền á? Nãy em thấy 4 bộ đó. Ờ, có chị 6 bộ để chị lấy size lớn cho chị. À, à chị Ngọc Hiền thêm 2 bộ nữa là được. Lấy size lớn cho chị. Chị bấm không kịp, em chọn cho chị 3 bộ Thu Ngân. Rồi chị Ngọc Hiền là 6 bộ hả? Rồi tím em chốt rồi, mấy chị đợi em cái em like cho nè. Em dơ lên từng bộ cho mình dễ chốt. Rồi đỏ phối, một size như tiết mặt Phương Nguyễn, không có nhỏ nhất, một size như tiết mặt. Rồi cái này chốt cho tiết đỏ phối 55kg lại, 3 bộ 199.000 miễn ship. Có chị nào coi dây á thì nói em dơ dây thì em dơ màu cho chọn nha. Đảo phối và kim tròn. Cam cho Thảo Đặng. Thảo Đặng cam. Hay ít ít lắm em. Đây ít lờ nè. Đó xanh ít lờ nè. Hay ít ít lắm. Rồi xanh, xanh nha, xanh XL. Xanh XL 57kg là mặc được. Dạ em biết chế hết mấy màu đó. Rồi xanh XL. Rồi hồng XL. Rồi xanh XL, hồng XL. Rồi Dương Đinh lấy 2 bộ dây rồi. Ok Dương Đinh nè, dây là bao la. Dương Đinh là hồi nãy bộ kia màu gì ta? Màu đỏ rồi phải không? Giờ lấy lá lấy hồng. Rồi Dương Đinh thêm 2 bộ dây nè. Đó thấy cái dây không? Dương Đinh 2 bộ dây nữa là 3 bộ nè. Rồi Dương Đinh 2 bộ dây nè. Nè em Dương Đinh 2 bộ dây. Rồi xanh XL 65kg không có Thanh Ngân. Không biết XL hả? Chưa nhận được Vũ Hằng. Để có hồi nãy có một đơn bưu điện giao để chị coi tên ai. Rồi xanh XL. Xanh XL cho Quyền Ngọc. Quyền Ngọc xanh XL. Không XL. 65kg không có bằng Lăng Tiến. Dạ, rồi chị Ngọc Hiền đi đơn luôn 6 bộ. Mét 55, mét 55kg, mét 50 sợ ôm nha. 65kg không có. Khách ơi, em báo không có 65kg. 55kg đó lại. Rồi, hồng. Hồng phối. Hồng phối giùm tiếng nha. Rồi. Hồng phối. Không có 65kg nha khách. Rồi đỏ dây. Đỏ dây. Hồng phối Mỹ Anh Ngô. Rồi đỏ dây.
lửng không có, bảo Nam Mỹ chỉ lai hàng này thôi, hàng này mới miễn ship. Bò nha. À bò này bị lỗi rồi, bò này bị lỗi đó, dây liễu đổ. Tiên Tiên thêm bộ lá lờ hả, lá lờ dây nha em. Rồi Tiên Tiên lá lờ nè, ai lá lờ, lá này sắc mắt. Rồi Tiên Tiên lá lờ nè, 65 kg không con. Rồi đây sắc mắt cả bộ bông, cái mã này chốt cho tiết mã trắng 55 kg là mặt được trắng, bỏ dây hết à, trắng nha. Rồi này trắng nha, trắng cả bộ, cả bộ bông. Điệp lê số máy đang tạm khóa rồi, quăng ra bên đây, chốt ai được thì chốt. Lá trắng cho Kim Kim. Rồi hồng nhạc dây.
Rồi Thu Xuân Lý Thị hả? Bây giờ chị ngồi trên đây chị không kiếm được đâu. Đợi em. Rồi chị à, một lát mấy bạn kiếm cho. Xanh lá dây và kim kim. Rồi xanh lá dây và kim kim. Đây là hồng dây nè, cam dây nè, ngọc dây. Bây giờ hết lò Thu Ngân ơi. Không, à, hết lò rồi chị. Đây nha, hồng dây nè, cam dây nè, xanh ngọc. Nói chung mình mặc ở nhà mình mặc rộng rộng xíu đâu có sao chị, vải ton mà. Trần Thị Hiếu là hai bộ hồng dây với bộ xanh biển hả? Ba bộ chị mới đi hàng em ơi, ba bộ mới đi hàng đó. Chị ghi dưới ba bộ 199.000 miễn ship, đặt ba bộ dùm chị nha. Rồi bây giờ chị lấy xanh biển với lại hồng dây cho em nè, rồi em đặt ba bộ nha, chị đi hàng nha. Rồi Trần Thị Hiếu là hai bộ nè, ba bộ rồi mới chốt là đi hàng nha, miễn ship. Trần Thị Hiếu có hai bộ nha em. Rồi hồng dây với Thảo Nguyên Trần nè, hồng dây Thảo Nguyên Trần, chị nào lụa thì lụa đi nha, mấy chị lụa thì mấy chị sẽ, có nghĩa là em ưu tiên cho chị nào mà ít có lụa xíu, tại vì em bán miễn ship rồi. Rồi Thu Ngân là không có hồng nhẹt đâu chị ơi. Rồi xanh bơ nè, xanh biển nè, lá đang mặc khách chốt rồi Trần Thị Như Tâm. Mấy chị ơi, ba bộ bên em mới gọi điện chốt đơn nha, tại vì ba bộ bên em miễn ship 199.000 ba bộ miễn ship. 55kg lại phong lưng. Rồi xanh bơ dây, xanh biển dây, cam dây, da bò dây, đen dây, đỏ dây, xanh đen dây, xanh lá dây, cam dây. Bò dây, đen dây, bơ dây, bò dây, đen dây, bơ dây, hông miễn, hông miễn. Hông miễn 3 bộ nè, em cộng dây thun vô liền đi để lộn. Rồi bơ dây, ngọc dây, cam dây, rồi qua sắc nách. Rồi dây còn nè, đó, dây lát qua đi. Dây em vẫn còn nha. Xanh ngọc dây hả? Rồi ngọc dây cho Thảo, Thảo Nguyên Trần nè, ngọc dây nè. Rồi xanh vàng phối. Biển dây chị hết rồi nha. À còn còn. Biển dây cho Thảo Nguyên Trần nè, biển dây. Rồi cái này vàng phối nha. Vàng phối. Rồi 48kg vừa. Rồi bộ cam nữa cho em nè, Trần Thị Hiếu nè. Trần Thị Hiếu hả em? Em Trần Thị Hiếu nãy hai bộ em quăng lại cho chị đi, chị lấy size L cho Trần Thị Hiếu nè. Có hai bộ nãy. Đó đó hồng với biển đó. Rồi Trần Thị Hiếu chị lấy L cho anh, L 48kg nè. Màu cam. Rồi Trần Thị Hiếu nè, để chị đổi là cái size 48kg cho. Hồng với biển. Đây. Màu biển. Màu biển với màu gì? Màu biển, màu cam. Cam anh L. Bây giờ biển hết 48kg rồi. Đây đây đây. À rồi có. Rồi đây size L nhỏ nhất nha, Trần Thị Hiếu 3 bộ nè. Rồi 3 bộ cho Trần Thị Hiếu nha. Rồi Trần Thị Hiếu nè, cam L nè, biển L nè, hồng L 48kg, size L nhỏ nhất. Nguyễn Thị Tuyết Vân. Rồi đó, giấy trong bộ màu cam á. 3 bộ cho Nguyễn Thị Tuyết Vân, biển da bò xanh đen. Rồi biển da bò xanh đen. Rồi đây Nguyễn Thị Tuyết Vân nè, XL nè. A. À, XL. XL. Rồi Nguyễn Thị Tuyết Vân 3 bộ. Đen này đen L. Vàng phối hả? Vàng phối cho Thu Đặng. Thu Đặng vàng.
ăn khó. Buộc đẹp quá đừng buộc vậy nha. Người ta đang bỏ. Người ta buộc 65kg không có chị ơi. Cây lờ có nha. Bò dây lờ cho Phạm Nhàn. Bò dây lờ. Rồi bò dây lờ cho Phạm Nhàn. Ít lờ 55-57kg chị cao cao. Rồi hồng lờ. Hồng lờ cho Thu Ngân nè. Thu Ngân hồng lờ. Thu Ngân hồng lờ. Ủa này là vàng đó hả? Vàng phối. Ừ. Lúc bơ vàng. Rồi Huy, Huy Phan 3 bộ size L. Huy Phan 3 bộ size L. Đây Huy Phan L nè. L ha, màu này màu xanh đen. Rồi Huy Phan 3 bộ L. À đó, cột xấu quá cột đi. Rồi Bảo Nam Nguyễn ok 3 bộ miễn ship. Có chia sẻ là miễn ship nè. Rồi Thảo Nguyên Trần 52kg hả. Rồi 3 bộ 55kg của Hoàng Bảo. 55kg là XL đây ha. Rồi Hoàng Bảo nha, XL nha. Rồi 3 bộ cho Hoàng Bảo nè. Hoàng Bảo 3 bộ 55kg. Nói chung ton mấy chị cứ lấy rộng nha. Tại vì ton á là nó không có độ dạng. Mình phải lấy rộng, mình trừ hao. Rồi Hoàng Bảo 3 bộ. Rồi đen L nè. Cam L. Xanh bô L. Rồi có nè. Ai lấy 2X nè, biển 2X. Ai biển 2X này dây luôn nha, biển 2X. 61kg không có ha Na Phượng. Rồi em đọc vậy cho mấy chị chốt cho nhanh nha. Rồi đây nè, hồng sen XL, hồng sen XL. Thiệt nhiều quá em đọc hồi em cũng quán đó mấy chị. Đây nha. Rồi hồng sen XL. Biển 2X cho Kim Phương Trần Thị. Đây nè, đó, size lớn thì nó ít lắm, vài bộ thôi. Hồng sen đẹp quá nè. Hồng sen quá đẹp luôn nha. Đó, hồng sen nhức nhối tâm hồn luôn. Biển 2X hết nha, hồng sen này là XL đó. XL thì 55-57kg chịu heo nha chị. Em thấy bộ hồng này ra không có chữ hồng mà là chị xanh L. Ừ đúng rồi, chị Thu Ngân. Rồi Huy Phan không lấy dây hả, vậy bỏ ra. Em đang lai dây mà, Huy Phan bỏ ra. Đen cam phối sắc nách. Rồi hàng phối có sắc nách mấy chị, hàng phối có dây thôi. Rồi hồng sen. Rồi đây Huy Phan bỏ lại nè. Đang lai dây, đang lai dây. Rồi Huy Phan bỏ ra nha. Cái này là dây bỏ lại nè. Dây ngọc dây L. Lá dây L. Rồi xanh đen, xanh đen dây L. Trang Nguyễn bơm hàng rồi không có bán lại. 70kg không có. Hồng sen cho Thu Đặng. Thu Đặng hồng sen. Trang Nguyễn đã bơm hàng rồi không có bán lại. Ông sen L không có. Ông sen L không có nha. Bộ em mặc hết. Rồi chiếc lá, mã chiếc lá nha. Cả bộ một bông chiếc lá. Rồi 53-55 chiếc lại chiếc lá là nhỏ nhất. Rồi chốt cho biết chiếc lá. Ồ, hoàng tím nào anh. Đẹp quá trời. Đẹp quá khách ơi, tím nè, tím cà nha. Rồi đẹp quá. Tím, tím ha, dây. Tím dây nha. Đây nè, mạt mát nè, tím dây. Còn gì lấy đó cả nhà nha, còn gì lấy đó. Bữa nay miễn ship còn gì lấy đó. Trời này xuất lúc xuất bận rồi để mai mốt tặng. Tím dây cho Huyền Ngọc. Hồng sen hết rồi Nguyễn Mai. Chị Thu Ngân ơi, nãy giờ chị đặt 4-5 bộ rồi mà. Thu Ngân là 4 bộ rồi mà. Một lá Trần Thiện Nhân Tâm. Nhà Nguyễn đặt hàng kèm số bên Tuyết mới lấy hàng được. Đen phối. Đen phối. Đen lai sắc nách nè Nguyễn Tràng. Chiếc lá hả? Đen phối. Tím hả?
sách hết cho nè. Trắng nha. Rồi 7 màu. Cái này chốt 7 màu. Trắng do thí vỏ. 70kg không có chị. À, Nhật Nguyễn. Rồi ok Yến Trần. 65kg không có à, đen phối hết 7 màu. Đen hết 7 màu. Rồi hoa vàng. Hoa vàng. Có túi hết nha, quần có 2 túi hết nha. À, nãy giờ chưa có giới thiệu hoa quần 2 túi hết. Hoa vàng. Trắng hết còn 7 màu. Hoa vàng. Vàng cho Nguyễn Tràng. Trắng cho đó là gì ta? Trắng hết rồi hoa vàng. Hoa vàng cho thí vỏ. 3 bộ 199.000 khi chia sẻ. 7 màu cho Tố Như. Rồi để coi 7 màu còn không ta. 7 màu hết 7 màu. Hết 7 màu. Hết 7 màu nha. Rồi sập hồng cho Nguyễn Tràng. Sập hồng. Ủa sao thấy sập hồng hay vậy? Đây sập hồng còn nè, lấy chốt sập hồng. Rồi còn bộ sọc hồng nha. Sọc hồng. Hoa vàng hết. Rồi trắng sọc. Cái này chốt mã này là trắng sọc đây nha. Rồi Thảo Nguyên Trần chốt đơn nè. Rồi Thảo Nguyên Trần nghe điện thoại nha. Tại khách mới phải nghe điện thoại bên tiếp mới chốt. Sọc hồng vô Quỳnh Nguyễn. Rồi cái này chốt tí trắng sọc đi cho nó khác nha. Trắng sọc 55kg lại thôi nha khách nha. Cái này hết size lớn rồi nha. Hết size lớn rồi. Rồi mã này chốt là mã sọc. Sọc thôi ha. Sọc. Trắng sọc cho Kiều Diễm. Rồi mã sọc. Phải to anh Nhung cả nhà ơi, to anh Nhung. Hôm nay là cái gì miễn ship. Rồi chốt cho tí sọc. Hồi nãy là sọc trắng sọc, còn cái này là sọc. Sọc cho Nguyên Thảo. Trắng sọc hết luôn nè. Rồi sọc. Rồi để tiếp kiếm đi đập một mã ra giống nhau thì trời thôi. Rồi sập còn. Trắng sập hết, sập cho Nguyễn Hiệp. Nguyễn Hiệp sập, trắng sập hết, còn sập thôi, màu đen hết. Rồi cái này một trắng, một trắng. Mã này là mã một trắng nha. Một trắng. Trắng thọc đen xối chiếc lá hết rồi nhà Nguyễn. Một trắng. Bây giờ tiếp chỉ còn mã sọc. Trời ơi nãy giờ báo 55-56kg rồi lại 57-58 thôi. 65kg có xả ra đi. Nãy giờ đâu có bạn. Nãy giờ em có trả lời mấy chị ơi, hàng này không có 65kg. Trắng sọc hết rồi em Thị Phạm ơi. Sọc cho Thanh Life Fan. Rồi xả rồi 65kg đâu có vừa mấy chị. Nãy giờ em có báo rồi. Ủa bằng đăng tiếng 65kg có vừa. Rồi chốt chưa mấy chị. Mã này là mã sọc phải ton mấy chị ơi. Mã này là một trắng. Bây giờ con gương ra con xíu con khó rồi. Được không? Một trắng.
thanh lai phan một trắng. Một trắng lộn bộn nữa nha. Rồi cái này cam phối. Cái chốt cái nào 3 bộ đi, cái 2 bộ, 1 bộ để lại. 3 bốn bộ không mà. Bộ bà đang mặc và lột cho người ta thử ha, mà tôi chốt rồi. Một trắng nha Thảo nặng. Rồi. Cam phối Quỳnh Thư. Quỳnh Thư kèm số lên Quỳnh Thư coi để em lột đồ ra mấy chị ơi, em bị mày đòi quá để em lột ra, để em lột tại chỗ. Trời ơi em lột tại chỗ mấy chị ơi. Không có kẹp chỉnh sửa gì. Đó em mặc 2 dây nè. Hai xanh đen 2 dây. Lụa không có em. Cam phối cho Nguyễn Hiệp. Sọc cho Nhi Phương. Cam phối hả? Xanh đen dây là bộ mặc cho Hiền Nguyễn, xanh đen dây. Cái gì? Sọc nè, 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 sọc nè. 65kg không có chị, bộ mặt hết. Lá trắng hết rồi, lá trắng hết. Nè mấy chị có thấy rõ chưa, nó em đứng lên cho coi rồi. Nó có nút, nút bọc. Có túi nha mấy chị nha. Rồi, 3 bộ rồi, gửi luôn, hỏi gọi. Xanh đen dây tiết hot, kim trần. Rồi, mã này chốt cho tiết là lá vàng. Tiết lá, lá vàng. Lá vàng nha. Rồi 53, 55 kg loại nha. Size tiết đang mặc 55 kg loại. Lá vàng 3 bộ 199.000. Miễn ship khi chia sẻ. Cái đang dây hết. Mình đang thải sẵn nào. À lá trắng. Trời ơi đây. Rồi lá trắng cho Nguyễn Tràng nè. 3 bộ nè. Lá vàng cho Nhiên Xuân nè. Rồi ngọc phối nha. Ngọc phối nha. Ngọc phối 55 kg lại. Ngọc phối. Màu riêu nè. Rồi riêu này đẹp nè. Riêu. Mã riêu. Màu riêu nha mấy chị. 55 kg là mặc đồ luôn. Có 2 túi nha. Riêu. Riêu à, chốt riêu dùm tí đây, riêu. Riêu. Riêu này nhiều nè. Đó, chốt riêu đi. Rồi, chốt riêu nha. Lá vàng hết. Đấy em bộ dây giống chị mặc size L. Rồi, size L. Tú Như Ngọc, Ngọc L. Ngọc phối cho Thi Võ. Thi Võ Ngọc phối. Ngọc phối hết riêu cho Trần Gọn. Trần Gọn riêu. Lá trắng hết Nhi Phương. Rồi chỉ còn riêu nha. Riêu nè, riêu nè. Rồi riêu nha. Riêu này là size lớn hơn tiếng size này, riêu này là XL á. Riêu này là 55-57kg. Riêu. Ngọc phối hả? Lá trắng hả? Riêu. Riêu cho Phong Nga. Riêu cho Quỳnh Nguyễn. Riêu cho Mỹ Anh Ngô. Rồi cá
caro hồng. Caro hồng. Caro hồng. Caro hồng. Rồi sập. Sập. Ngoài nãy là trắng sập nè, trắng sập là mã này nãy cái sập nè, trắng sập nè. Sập cho trần gọn. Sập cho trần gọn. Caro hồng cho phong nha. Lời cho Mỹ Anh Ngô. Caro hồng hả? Ok Dung Danh Hoàng. Sập tiếp hả? Bi. Bi nha. Hả Bi. Sập hả? Mỹ Anh Ngô 6 bộ. Mỹ Anh Ngô 6 bộ. Mai em lai lũa hối làm mí. Caro hồng hả? Rồi beo hồng. Trắng sọc cho Phạm Nhiền. Trắng sọc cho Phạm Nhiền. Phường Phan hết trắng sọc. Bi vàng cho Trần Gọn. Trần Gọn bi vàng. Bèo hầm. Bèo hầm nha. Đen phối. Đen phối. Đủ hết rồi em coi kỹ nha. Beo hồng với Kiều Diễm. Đọc đủ size hết. Beo hồng hết. Đen phối với Kiều Diễm. Kiều Diễm beo hồng. Đen phối Kiều Diễm. Bò phối. Bò phối. Bò phối nha. Rồi trái cây. Trái cây. Huy Phan không có. Hồi nãy bạn nó không có lấy dây xả rồi bạn. Bò phối cho Kiều nghe. Rồi trái cây. Rồi lá, à, trắng lá nè, trắng lá còn. Trái cây với Thu Xương Lý Thị, trái cây. Trắng lá. Rồi cái này trắng ai? Trắng ai? Oh, yeah.
xanh bơ dây L. Rồi đây, bạn nhàn hai bộ L. Trái cây thanh Trần Thị Như Tâm trái cây. Ủa trái cây em chốt rồi, Trần Thị Như Tâm không có trái cây nha, trái cây em chốt rồi. Đỏ dây, đỏ dây. Rồi Mỹ Anh Ngô bỏ lại bộ hồng. Trắng hai cho Nhi Phương. Nhi Phương trắng hai. Trắng lá cho Trần Thị Hiếu. Trần Thị Hiếu trắng lá. Rồi hai bộ hồng nhạt nè, bỏ ra một bộ nè. Rồi bỏ ra một bộ rồi còn 5 bộ nè. Trắng hai em hết may Trần. Đâu trắng hai lại nè, trắng lá lại nè. Trắng lá nè, trắng hai kìa. Rồi đỏ dây. Đỏ dây nè, hai tuần nè. Đỏ dây. Rồi Mỹ Anh hết rồi. Ờ trái cây hết nè. Mỹ Anh Ngô bỏ lại cái hồng nhạt nè. Hồng nhạt phối nè. Rồi hồng nhạt phối. Hồng nhạt phối. Bỏ phối cho Thu Đặng. Bảy con chị Trần Kim Liên. L hết em, còn đỏ dây ít L à. Đỏ dây ít L thôi. Này gì? Đỏ dây ít L. Rồi hồng nhạt phối. Rồi, lá dây. Đỏ dây cho Chi Nguyễn. Riêu ít L. Riêu ít L cho Kim Phương Trần Thị. Riêu ít L. Ngọc hai ít. Hồng phối cho Phong nghe. Rồi ngọc này là ngọc hai ít nè. Ngọc hai ít. Hồng nhạc phối nữa. Ngọc hai ít. Rồi chốt dùm tiếp nha Mã Ngọc. Dạ chị Thanh Lai Phan mới có hai bộ rồi chị. Gán chọn thêm bộ đi chị. Văn Đặng. Ngọc hay. Rồi đây em là hay cho chị Ngọc Văn Đặng nè, đỏ hay. Rồi đây chị ơi, đỏ hay ít nè chị. Rồi ơi. Đó, em lụm được mấy bộ hay ít nè, chốt lại em. Dây có tăng đơn nha. Rồi đỏ hay ít nè. Đẹp quá chị. Hay 58 60 kg đỏ hay. Size 4 không có à, không có size 4. Hay size L. Hay ít rồi, hay ít các em hết rồi nha. Còn L thôi. Rồi, bi này size em mặc nha, size mặc nè, size L đang mặc ha. 53 55 kg. Đó hay rất là Văn Đặng. Lấy gì xong lấy một lượt đi em. Xanh bi. Sáng mình nó gói hàng thì mình soạn một lượt bao đồ cho nó đầy đủ ra ngoài hỏi đi vui qua. Xanh bi. Beo hồng. Size nhỏ nha. Beo hồng. M không có hết rồi. L nhỏ nhất. Beo hồng. Rồi chiếc lá. Cái này đặt đại cho tiếp là chiếc lá đây ha, chiếc lá luôn đi.
xanh bi như phương. Bi thấy khó. Viết lá. Rồi cái này chốt cho Tiến là caro.
dây tầm 58 kg hết rồi, dây hết dây 58 kg rồi, dây em còn 55 kg đâu lại, 55, 53 kg, 58 kg hết. Caro, cái này là caro trắng. Kim Phương đàn nội đặt hai bộ quay hóa là tiếp cái giống sau. Nhóm bỏ lại đi, cái này trùng bỏ ra. Nhiều khi giả trùng để trùng một lần trước. G màu đỏ hả con? Ai đỏ lờ, tiên tiên đỏ lờ. Thôi tôi một cái. Rồi caro cho Thi Yến. Thi Yến caro. Này là lá xanh. Dạ không có size lớn nhưng quần cái này 55-56 kg lại hả chị? Lá xanh. Ừ đúng rồi. Rồi lá xanh nha. Năm 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 sáu với lại Nguyễn Hân thôi, em đang like 55-56 nữa. Đang kiếm mà có chị Quang nghe nha. Lá xanh với Thi Yến. Rồi lá xanh em còn một nữa nè. Màu tím đẹp quá nè. Lá xanh Đặng Thị Ngọc Cẩm. Lá xanh. Rồi. Rồi dây tím. Rồi dây tím đẹp quá. Dây tím. Hai tầng nè. 42 kg không có à. Có 42 kg, có 3 bộ dây anh L. Có 6 lê, lê 6 thì phải không em? Lê 6, 6 lê, 6 lê 3 bộ. Lá xanh hả? Ừ, lê 6 tốt rồi. Cái này caro hồng. Caro hồng. Caro hồng. Caro hồng. Caro vàng. Bộ mặn còn màu khác, Nguyễn Lan còn màu khác. Rồi 7 màu. 7 màu. Rồi chốt thì biết cái này là 7 màu nha. Tiến cho Thu Đặng. 58 kg hết rồi, Hồng Trân ơi, chỉ còn 55-56 nữa. Không có. 7 màu cho Thị Yến. 7 màu hết rồi anh Phạm. 7 màu hết. Này là 7 màu. Dây tím hả? Dây xanh. Dây xanh nha. Dây xanh 7 màu hết. Rồi cái này đẹp nè. Còn màu cam, màu đen, màu lá. Rồi cái này chốt cho biết là hồng. Dây xanh 56 kg không vừa nha. Lò này 53-55 kg thôi. Rồi hồng. Size L quá khách. Biết đang mặc size L. 55 kg loại tiếp 52 kg nha. 53-55 kg size L. Size lớn là hết à. Hồng. Rồi ai lấy chốt hồng nha. Hồng cho Thu Xương Lý Thị nè. Rồi hồng còn bộ nè. Rồi cam. Đây Thu Xương Lý Thị. Cam nè. Rồi chốt cam.
dây nữa. Cam hồng cái thu đặng. Cam cho thằng Phạm. Rồi để bên chị kiểm tra có gì mai gọi nha. Mai gọi đi thu xương lấy lại tại chiều nay nhiều đơn quá chưa có soạn hết. Hồng biết hả? Thu xương lấy thì 8 bộ. Cam thằng Phạm ok rồi em, xanh đen. Xanh đen. Bảy không có. Lan lan không có bảy. Cam cho Trần Thị Hiếu. Trần Thị Hiếu cam. Xanh đen. Xanh đen. Thu xương Lý Thị xanh đen. Rồi thu xương Lý Thị 9 bộ nè. À. Xanh biển. Xanh biển 58 kg không có hồng trần. Xanh biển nha. Rồi hai bộ xanh. Có hai bộ cùng nhau là chỉ đổi lại ba bộ ba màu. Rồi bỏ cái lá ra, cái đó là dây hay sắt nắp?
rồi xanh đen 2 giùm tiếp nha. 57 kg là mặt được xanh đen 2. Xanh đen 2. Rồi cái này chốt cho tiếp là lá. Lá nha. Lê Quỳnh 3 bộ 199.000, miễn ship khi chia sẻ. Chốt 3 bộ, không có chốt 1 bộ 2 bộ. Rồi heo heo đi đơn khỏi lỗi ok tình yêu. Xanh đen 2. Rồi cái này nãy đọc thì quên mất tiêu rồi. Lá cho Kim Trần. Xanh đen 2 cho Thanh Trần Thị Như Tâm. Xanh đen 2 42 kiếm có chị. Hoàng Bảo đủ 6 bộ là đi đơn 7 màu. 7 màu im tiếp nha, 7 màu. Hoàng Bảo 6 bộ đi đơn chưa kiếm ra. Rồi mình vừa lưu lại thôi, mình lưu cái 7 màu nha. Kim Trần tí không nhớ nữa. Kim Trần ơi, Kim Trần 5 bộ gì vậy? Kim Trần 6 bộ. Rồi vào trừng ở đây nữa hả? Vào ở đây 3 bộ. Cái này chốt cho tiếp là hồng lá. Hồng lá nha. Đó, chốt đại đi hồng lá. Hồng lá. Đọc không biết đọc gì, chốt đại hồng lá. 58 kg không có đồ Hồng Trân, bây giờ hết 58 kg rồi, 55 kg đó lại thôi, cho nên là chiếc like nãy giờ 55 kg lại thôi. Bỏ thu lặng nhiều lắm đây nữa hả? Nè. Caro vàng. Chị Hoàng Bảo em mua ra trước đi. Giờ em thấy mọi người em mua ra bệnh đó. Ca vào tròn với Kim Trần là gộp chung. Caro vàng. Hồng lá cho Nguyễn Mai. Nguyễn Lan 3 bộ là bên em đi đơn. Trời ơi Thiền Nguyễn 3 người. Thiền Nguyễn 3 người. Thiền Nguyễn nhiều lắm á. Rồi về caro. Bảo Ngọc cũng 2 bộ. Cái đó ra chị ngồi chị chém nè. Hai hai bên này. Không yên đóng bên này không? Hồng caro. Một bên này là có 3. Vàng caro. Trúc Linh Nguyễn Thị. Vàng caro Trúc Linh Nguyễn Thị. Rồi tập trung bỏ giấy đi, soạn thì tính sao. Ông lá hết đang gà nhắn. Ông lá em hết mây trần đang gà nhắn. Rồi vàng caro với hồng caro nha. Vàng caro hồng caro. Rồi xanh dây. Hai tuần nha mấy chị, xanh dây. Hồng sắc nách không có. Nguyễn Lan ơi, tiếc lên cái gì chốt cái đó nha. Rồi xanh dây. Bãi Tôn Nguyễn Hiền ơi, Bãi Tôn xanh dây. Rồi ba bộ dây ba màu Lê Quỳnh. Một bộ, hai bộ, ba bộ. Ai nha dây ba bộ cho Lê Quỳnh. Lê Quỳnh ba bộ dây. Rồi xanh dây mới chốt em. Ai xanh dây cho em nè. Xanh dây lấy nó cho Hằng Phạm đi. Bỏ xanh dây này qua cho Lê Quỳnh. Lê Quỳnh lấy xanh dây này, Hằng Phạm lấy xanh dây đó. Rồi Lê Quỳnh có xanh dây nè. Rồi cái này hồng phối. Hồng phối. Xanh dây Hằng Phạm có hả em? Cái này hồng phối nha.
miếng dây. Hồng phối cho Thanh Thủy. Đen dây. Đen dây nha, hai tầng nè. Đen dây. Con Dung này tiếp không có lai ton hai da mới là lai, hôm nay chỉ lai ton lụa đùi này thôi. Đen dây. Rồi xanh đen dây. Xanh bơ dây. Xanh bơ dây. Hai tuần. Ở sau nó cũng hai tuần nha mấy chị. Ở trước hai tuần sau hai tuần. Xanh, xanh bơ dây. Trời đẹp quá. Hồng nhạt dây. Hồng nhạt dây đẹp quá nè. Rồi hồng nhạt dây. Em còn có vài bộ nữa em hết là em nghỉ nha chị. Hồng nhạt dây. Sọc lờ cho thường phan. Sọc lờ. Tân Hồng cho địa chỉ. 8 giây gửi luôn, Tân Hồng gửi luôn. 8 giây. Đẹp quá nè. Hồng nhạt dây cho Thu Thủy. Xám dây. Mai Trần xám dây. Rồi cái này chốt cho biết là hồng bi. Hồng bi.
thùng bi. Hồng bi đi mấy chị đẹp ơi, hồng bi. Hồng bi nha. Mai trần hình như có một bộ rồi chị ơi. Hồng bi cho thường khoan. Thường khoan hồng bi. Rồi xanh bơ dây. Xanh bơ dây. Hai tuần nè mấy chị đó không? Ở sau nó cũng hai tuần luôn. Rồi xanh bơ dây đây. Đây ở ngoài qua bán cho mấy chị đó không? 130 ngàn. Trúc Linh Nguyễn 3 bộ. Hồng bi hết. Ngoài ba bán 130 ngàn. Rồi hồng bi hết. Tiên tiên da bò, màu da bò, quần có túi hết nha cả nhà nha. Da bò nè, tăng đơn lên xuống nè, tăng đơn hết rồi thu lại. Da bò nhung. Trời ơi mấy chị ơi. 65 kg mà chị dựa. 65 kg. Bơ phối. Lâm nghe bơ phối. Ngọc phối nha, ngọc phối là cũng size lớn. Ngọc phối nha. 57 kg là mặc được. Ngọc phối. Rồi 57 58 kg là ngọc phối. Tiên xả bộ xanh bơ ra, tiên tiên xả bộ xanh bơ ra. Cái nào mà có đây nè, sao có phải tiên tiên đây. Rồi tiên tiên xả bộ xanh bơ lá hai ít. Rồi ngọc hai ít, lá hai ít. Rồi hai ít nha. 58 kg rồi. Lá 2 ít, ngọc 2 ít. Xanh đen L. Xanh đen L nha. Xanh đen L.
dữ. Vậy thôi là đợt sau lên đặt lại đi. Nghỉ xíu không có dữ, nghỉ xíu là đi hàng. Xanh bơ cho Nguyễn Huyền, xanh bơ. Hay chứ còn có hai bộ à. Xanh phối. Rồi, xanh phối. À đó, có thấy không? Giá 130. Xanh phối. Bây giờ em chỉ chốt cho chị nào mà có một bộ chốt em đủ 3 bộ, một bộ hai bộ em không chốt nữa nha, tại em cũng phỉ thôi. Tại hôm nay em miễn ship mấy chị, 3 bộ là em miễn ship, cho nên chị nào chốt 3 bộ thì em mới chốt. Một bộ em không chốt nữa nha, xanh đen là. Sắc mắt em hết rồi chị. Sắc mắt em còn hồng caro mà. Xanh bơ đậm hết rồi Nguyễn Huyền, em ghi xanh bơ không à ha, Nguyễn Huyền ghi xanh bơ thôi. Nguyễn Huyền xả nè. Nguyễn Huyền xả xanh bơ. Bây giờ em sắp nghỉ rồi, hàng của em không có còn nhiều mấy bộ thôi, cho nên chị nào đã có đơn một bộ hai bộ em chốt cho đủ 3 bộ. Dưới 3 bộ em không có chốt nha, coi như dưới 3 bộ là ngày mai là để lại hết á mấy chị. Tại cái này em miễn ship rồi, 3 bộ em mới đi hàng. Rồi hồi nãy 3 bộ nè. À size 3 nè, size 3 cho ai nè. Size 2X nè. Rồi Thanh Ngân, Thanh Ngân nè. Size 2X 3 bộ nè. Ai nha, đó ai chốt 3 bộ chốt cho đi hàng. Một hai bộ em không chốt nữa nha. Rồi đây nha. Thanh Ngân nè, 3 bộ 3 màu nè, Thanh Ngân nè em. Xanh đen lờ Trần Thị Như Tâm. Xanh lá. Rồi Thanh Ngân là ok rồi nha. Thanh Ngân chưa? Thanh Ngân 3 bộ chị đưa em đó hay ít đó. Hay gì? Nguyễn Huyền xả, xả ra chưa? Giờ chứ thì nãy đâu em quăng đâu. Số mấy? Thôi giữ lời chị chứ xả. Cái này xả luôn rồi chị. Để đây chứ không xả. Rồi đỏ dây nè. Ai lấy chốt đỏ dây. Đỏ dây nha. Dĩ nhiên có 1 bộ à. Có 1 bộ thôi nha. Một bộ hai bộ bên em không có chốt hàng mấy chị. Tại 3 bộ là em miễn ship rồi. Một bộ hai bộ không có chốt nha. Còn không có dồn like. Đỏ dây. Rồi hồng dây. Hai tầng hết rồi bạn Hồng Vân ơi. Ba bộ chị mới chốt ly phan ơi. Bây giờ chị chốt cái khách nào có đơn thôi nha, để đủ 3 bộ á. Một bộ không có chốt nữa mọi người ơi. Ngọc dây. Rồi ngọc dây. Rồi xanh đen sọc nè, đi dưới quần sọc, xanh đen sọc. Đó, giờ em chốt cho mấy chị nào một bộ cho đủ đơn thôi. Tại vì chốt một bộ thì nữa cũng xả thôi. Rồi thường phan nè, ngọc dây với thường phan nè. Ngọc dây với thường phan nè, có đơn nè. Hồng dây với mai trần nè, mai trần hồng dây. Nguyễn Hiên nè, mấy chị lưu ý nha, một bộ hai bộ là coi như bên em không có gọi chốt nha.
xanh đen sọc, caro hồng, caro đỏ. Xanh đen sọc cho mai trần rồi, mai trần đủ 3 bộ. Dạ, biết 3 bộ rồi. Chiếc lá, chiếc lá nha. Rồi chiếc lá. Rồi thôi nghỉ. Phượng Phan mình khách mới nghe điện thoại nha. Khi em nghe điện thoại thì bên chị mới gửi hàng em ơi, là khách mới. Rồi, nó tăng lên mày rồi. Rồi em nghỉ. Nó văng ra không bị kẹt mạng. Nó kẹt mạng thì gọi đứa văng. Rồi em hết hàng rồi em nghỉ. Chị nào 3 bộ, 6 bộ, 9 bộ em chốt. Chị nào 1 bộ, 2 bộ coi như em để lại. Tại cái hàng này là hàng em miễn ship rồi, em không có giữ. Ngày mai thì em like hàng khác và ngày mai ship 30k lại bình thường. Rồi tạm biệt cả nhà nha.